tuần trên truyền hình FPT. Vẹn nguyên cảm xúc với những bộ phim bom tấn quanh sóng nhất từ Hollywood. Những bộ phim nhẹ nhàng mang chọn từ ra đâu. Cô ấy sẽ làm việc để đền cho chiếc xe mà cậu trộm. Đưa tiền cho tôi sẽ thả cô ấy đi. Dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ. Những nhân vật gắn liền với tuổi thơ, những chương trình giải trí khoa học thân thuộc, những giải đấu thể thao lâu đời hấp dẫn. Truyền hình FPT, xem là yêu. To restore our reputation. We track it and it leads us to the painting. Trải nghiệm dòng xe đời mới. Chinh phục những cung đường. Khám phá vũ khí quân sự đỉnh cao. Tìm manh mối những vụ án bí ẩn. Đón xem tại chuyên mục giải trí TV show trên truyền hình FPT. One last show together. Who's with me? Hell yeah. Yes! Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them. You wish. One good thing that I've. Biết quy định ở đây chưa? Đậm chết. Có phải anh vô xóm trọ là vì em? Cậu giả dạng vô đây để đặt cái gì? Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với trận đấu rất quan trọng, trận đấu quyết định trận chung kết giữa hai câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo trong khuôn khổ giải Futsal Cup VFL 2018. Đây là một cuộc chiến được xem như là những chiến binh hùng mạnh nhất hiện tại của Futsal Việt Nam. Có thể nói trong đội hình của Hồ Chí Minh City Wings vào lúc này sẽ là một đội hình cực kỳ chất lượng mà chúng ta chờ đợi màn trình diễn của họ. Chúc
Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trận thi đấu chung kết trong khuôn khổ giải Futsal Cup VFL 2018 ngày hôm nay. Bây giờ một lần nữa chào đón sử ca của Hà Nội Buffalo và anh hai đại bàng của Hồ Chí Minh City Wings. Và hãy cùng chào đón DJ của buổi tối ngày hôm nay, DJ Tio. Và tôi, MC Hoài Vũ sẽ cùng tất cả mọi người bùng nổ trong trận đấu chung kết của chiều ngày hôm nay ạ. Một lần nữa, vỗ tay thật lớn lên cho Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo. Ban tổ chức cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đồng hành của nhãn hàng Revive thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam. Xin cảm ơn. Và hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón ra sân phần trình diễn của các cô gái City Angels. Xin được cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của các cô gái City Angels. Và kính thưa quý vị, để bắt đầu trận đấu ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời ra sân tổ trọng tài của trận chung kết. Xin được giới thiệu ông Lê Tuấn Kiệt, ông Đỗ Cao Trí, ông Huỳnh Nguyên Thành, ông Trương Bảo Lân. Và sau đây tôi xin mời ra sân đội hình thi đấu của câu lạc bộ Futsal Hà Nội Buffalo. Số 2 thủ môn Nguyễn Văn Huy, số 20 thủ môn Phạm Văn Tú, số 12 cầu thủ Tường Minh Quang, số 4 cầu thủ Lê Đức Hiếu, số 10 cầu thủ Nguyễn Thành Tín, số 11 cầu thủ Vũ Đức Tùng, số 16 cầu thủ Trần Quang Vũ, số 17 cầu thủ Lê Quang Vinh, số 18 cầu thủ Triệu Xuân Linh, số 14 cầu thủ An Lâm Tới, số 7 cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn, số 5 cầu thủ Tôn Thất Phi, xin lỗi cầu thủ Tôn Thất Phi, số 8 cầu thủ Lương Thái Huy, số 9 cầu thủ Nobado Cavo, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Futsal Hà Nội Buffalo
là ông Luis Marimon Odas. Và bây giờ tôi xin mời ra sân đội hình thi đấu của câu lạc bộ Busan Hồ Chí Minh City Wings. Số 1 thủ môn Vũ Văn Khá, số 16 thủ môn Trương Văn Thành, số 3 cầu thủ Lê Quốc Nam, số 4 cầu thủ Vũ Xuân Du, số 5 cầu thủ Ngô Ngọc Sơn, số 6 cầu thủ Phạm Đức Hòa, số 7 cầu thủ Phùng Trọng Luân, số 8 cầu thủ Lưu Nhất Tiến, số 9 cầu thủ Trần Thái Huy, số 10 cầu thủ Vũ Ngọc Lân, số 11 cầu thủ Trần Văn Vũ, số 12 cầu thủ Cổ Chí Kiệt, số 13 cầu thủ Nguyễn Thành Luân, số 15 cầu thủ Atas Yusunov. Huấn luyện viên trưởng của đội Hồ Chí Minh City Wings là ông Nguyễn Bảo Quân. Vỗ tay lên cho hai đội trong trận chung kết hôm nay nào. Và kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị cùng các bạn cổ động viên hãy cùng đứng lên, chỉnh trang y phục và hướng về cờ nước để chúng ta cùng làm lễ chào cờ. Quốc ca. Tất cả mọi người. Và xin mời hai đội chúng ta bắt tay nhau. I've been reading books of old, the legends and the myths. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa đến với nghi lễ chào cờ trước khi trận đấu chung kết được diễn ra giữa hai đội bóng Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Đây có thể nói là một trận đấu chung kết ngang tài ngang sức bởi những gì mà hai đội đã thể hiện. Trước khi giải đấu này bắt đầu thì Hồ Chí Minh City Wings được đánh giá là một đối trọng thực sự, là đội bóng hàng đầu, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng thật không ngờ khi Hà Nội Buffalo mới là đội bóng dẫn đầu của bảng xếp hạng ở sau giai đoạn vòng loại để tiến vào vòng bán kết, và họ cũng đã tiến thẳng vào trận đấu chung kết ngày hôm nay. Và những người sẽ điều hành trận đấu này bao gồm tổ trọng tài Lê Tuấn Kiệt, Đỗ Cao Trí, Huỳnh Nguyên Thành, và trọng tài bấm giờ là ông Trương Bảo Lân. Ngày hôm nay thì bên phía Hồ Chí Minh City Wings, họ đón chào sự trở lại hết sức quan trọng của Vũ Xuân Du. Và danh sách ra sân của các cầu thủ Hà Nội Buffalo gồm các thủ thành máu số 2 Nguyễn Văn Huy, các cầu thủ số 12 Từ Minh Quang, số 10 Nguyễn Thành Tín, số 11 Vũ Đức Tùng và số 17 Lê Quang Vinh. Huấn luyện viên trưởng là ông Luis Marimon Oras. Và ở bên kia chiến tuyến thì huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân sẽ cho ra sân 5 cầu thủ chính thức, gồm thủ thành số 1 Vũ Văn Khá, số 11 Trần Văn Vũ, đội trưởng số 7 Phùng Trọng Luân, số 4 Vũ Xuân Du và số 3 Lê Quốc Nam. Ngày hôm nay thì bên cạnh việc hướng đến chức vô địch thì sẽ có một cuộc chiến cá nhân giữa hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của chúng ta, đó là Phùng Trọng Luân bên phía Hồ Chí Minh City Wings và cầu thủ áo số 5 bên phía Hà Nội Buffalo Tôn Tất Phi. Và lúc này thì mỗi cầu thủ đều đã có được cho mình 6 bàn thắng rồi. Và Tôn Tất Phi lại không xuất phát trong đội hình chính thức hiện tại bên phía Hà Nội Buffalo. Trong khi đó thì đội hình của Hồ Chí Minh City Wings họ gần như xuất phát như là một đội tuyển quốc gia, gồm có những cái tên Trần Văn Vũ, Trọng Luân, Xuân Du và Quốc Nam. Ngày hôm nay thì đội trưởng và là thủ thành bên phía Hà Nội Buffalo cũng sẽ có màn đối đầu với những người đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia. Nguyễn Văn Huy chính là thủ môn số 1 của đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải đấu châu Á vừa qua.
Như vậy thì một trận đấu đã được bắt đầu. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings là những người lấy bóng trước và bảo vệ khung thành phía bên tay phải. Mà nhỏ quý vị và các bạn, trang phục của họ sẽ là áo vàng, quần vàng. Ở mùa giải năm nay thì Hồ Chí Minh City Wings đã thường xuyên mặc trang phục màu xanh hơn. Tuy nhiên ở trận chung kết này thì họ đã lựa chọn cho mình trang phục màu vàng khi đối trọng của họ là một đội bóng mặc trang phục toàn xanh. Và ở tuần đấu đầu tiên trong cuộc đụng độ giữa hai đội bóng thì Hồ Chí Minh City Wings chính là những người đã giành chiến thắng với một trận đấu rất kịch tính. Tỷ số là 4-3. Quý em! Và đã có bàn thắng đầu tiên, Vũ Đức Tùng. Rất nhanh, rất nhanh. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã bị trừng phạt bởi chính sai lầm của họ. Và không ai khác, một cầu thủ nổi bật và cũng là những người đồng đội trong đội tuyển quốc gia của họ, đó là Vũ Đức Tùng, đã ghi bàn từ rất sớm. Một cầu thủ họ Vũ khác chính là người đã mở ra cơ hội cho Vũ Đức Tùng, chính là Vũ Xuân Du. Trong ngày trở lại với đội hình của Hồ Chí Minh City Wings thì Vũ Xuân Du bất ngờ phạm một sai lầm, có thể nói là chết người, và khiến cho City Wings đang phải chịu bất lợi từ rất sớm. Không hiểu vì sao Xuân Du lại mắc một sai lầm chết người như vậy khi anh thực hiện cú chuyền bóng ban đầu đi thẳng vào vị trí kiểm soát bóng của Vũ Đức Tùng. Bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn với các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Hà Nội Buffalo cũng đã từng thất bại trước Cần Thơ Catfish ở vòng loại, nhưng sau đó thì họ đã đánh bại Cần Thơ Catfish với tỷ số 3-1 ở trận đấu bán kết. Và anh Trí Viện có còn nhớ không, chính Đức Tùng cũng là người đã được hưởng lợi trong trận đấu với Cần Thơ Catfish tại bán kết. Một tình huống mà Đức Tùng dứt điểm vào khung thành trống sau sai lầm của hàng phòng ngự Cần Thơ Catfish. Đúng như vậy, đó là một sai lầm của thủ môn bên phía Cần Thơ Catfish. Và có lẽ là Đức Tùng đang rất có duyên, rất có duyên với những trận đấu quan trọng như thế này. Và Một lần nữa Phùng Trọng Luân đã có một cú vô lề quá đẹp từ một tình huống phạt góc. Đây là sự tái diễn của Phùng Trọng Luân ở trận đấu ngày hôm qua. Trận đấu bán kết thì anh cũng đã có một bàn thắng tương tự như vậy. Quá đẹp, quá chuẩn xác. Mới chỉ ở những phút đầu tiên của trận chung kết và mọi thứ đang diễn ra cực kỳ sôi động tại nhà thi đấu Rạch Miễu. Quá xứng đáng để chúng ta chờ đợi cặp đấu này. Phùng Trọng Luân luôn biết cách chứng tỏ mình là đôi chân vàng của Futsal Việt Nam. Và đến thời điểm hiện tại thì Phùng Trọng Luân tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với bàn thắng thứ 7 ở mùa giải năm nay. Lúc này thì người đang sốt ruột nhất có lẽ là Tôn Thất Phi. Thất Phi vẫn chưa vào sân. Đối thủ thực sự của Phùng Trọng Luân là số 5 của Hà Nội Buffalo lúc này vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Thất Phi ngày hôm qua đã gặp phải những chấn thương liên tiếp, nhưng anh đã rất nỗ lực để ghi một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Và bây giờ thì Thất Phi, Paro Canvo cùng với hai cầu thủ khác nữa chuẩn bị được tung vào sân bên phía Hà Nội Buffalo. Dường như Hà Nội Buffalo đã không hề rút ra được bài học nào sau khi chứng kiến Phùng Trọng Luân lập một siêu phẩm vào ngày hôm qua. Với Phùng Trọng Luân thì những pha bắt vô lê như vậy là những bàn thắng theo kiểu ăn cơm bữa của anh rồi. Phùng Trọng Luân, Xuân Du, rất tốt, Vũ Xuân Du. Không được, không có sự sửa chữa sai lầm của Xuân Du. Một tình huống đối mặt, một pha đi bóng tuyệt vời. Xuân Du đã mắc một chấn thương trong buổi khởi động trước khi trận đấu bán kết ngày hôm qua diễn ra với Sài Gòn Heat. Và anh đã kịp bình phục ngày hôm nay để trở lại trong đội hình ưu tú nhất của huấn luyện viên Bảo Quân. Sau khi có được bàn gỡ thì Hồ Chí Minh City Wings đã tự tin trở lại. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ chóng mặt và hai đội đã có những pha ăn miếng trả miếng. Nhưng thực tế thì Hà Nội Buffalo đang có phần lép vế hơn so với sự kiểm soát bóng linh hoạt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. City Wings vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình, đẳng cấp của những tuyển thủ quốc gia. Mặc dù phải nhận bất lợi từ rất sớm nhưng họ chơi đầy bình tĩnh và tìm kiếm được bàn quân bình tỷ số ngay sau đó. Phùng Trọng Luân đang vẽ rồng múa phượng giữa các cầu thủ Hà Nội Buffalo.
Sự tự tin đang đến rất lớn với số 7 này. Lúc này thì ngoại binh Josenhoff cũng đã có mặt trong đội hình của City Wings. Nguyễn Văn Huy, Tôn Thức Phi. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang pressing ngay bên phần sân của đối phương. Và dĩ nhiên khi mà Josenhoff vào sân thì anh sẽ là một nhân tố cực kỳ nguy hại, bởi khả năng dứt điểm của cầu thủ này là rất khủng khiếp. Phạm Đức Hòa cũng đã vào sân để thay thế cho Trần Văn Vũ. Cùng với đó là sự có mặt của Trần Thái Huy, cầu thủ trong ngày hôm qua đã có được một cú đúp. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang đá kiếp 2. Thành Tín, Paro Canvo. Và sẽ có một quả đá phạt gián tiếp khi mà Paro Canvo chuyền bóng về cho thủ thành Văn Huy. Đó là một tình huống lưỡng lự của Paro Canvo. Anh không biết xử lý như thế nào ở pha bóng đó. Và có vẻ như là Paro Canvo đã bị động, anh hoàn toàn không có chủ đích là chuyền bóng về. Nhưng pha khống chế bóng vụng về của Paro Canvo vô tình tạo ra một đường chuyền về cho thủ môn của Hà Nội Buffalo. Lúc này thì Hà Nội Buffalo đứng trước những sức ép rất lớn của Hồ Chí Minh City Wings. Quả đá phạt hai chạm. Đứng trước bóng là Trần Văn Vũ. Văn Vũ. Tôn Thức Phi đã băng lên sớm và trọng tài yêu cầu các cầu thủ City Wings sẽ phải thực hiện lại pha bóng này. Văn Vũ, Đức Hòa, Quốc Nam và Thái Huy. Trần Văn Vũ, Thái Huy. Thái Huy. Tiếp tục lên bóng. Thái Huy. Đức Hòa. Không được. Với những gì đã diễn ra thì Hà Nội Buffalo cùng với City Wings đã chứng minh vì sao họ xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng, trận đấu xác minh ra nhà vô địch đầu tiên của VFL. Lúc này thì Văn Vũ cũng đã được rút ra để dưỡng sức cho những giây phút tiếp theo. Thay vào đó là Yusunov. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang là những người kiểm soát bóng rất tốt. Yusunov. Đây là Ngô Ngọc Sơn. Cú dứt điểm không tốt của Ngọc Sơn. Lúc này thì các khán đài của nhà thi đấu Rạch Miễu đã được phủ kín bởi các cổ động viên. Một không khí hết sức sôi động đang được tạo ra và rất hiếm khi chúng ta thấy được một trận đấu futsal lại gây được sức hút đến như vậy. Một pha vào bóng rất quyết liệt và Thái Huy là người đã chủ động hơn ở tình huống này. Một tình huống 50-50 và Thái Huy là người đã có pha bóng khôn ngoan hơn. Tôn Thức Phi dốc bóng nhanh, đã có tình huống phạm lỗi. Trong những pha bứt tốc thì Tôn Thức Phi luôn là người có lợi thế hơn đối phương. Xử lý bóng ở cự ly hẹp và vượt qua đối phương ở khoảng cách ngắn, đó là sở trường của Thức Phi. Bên cạnh đó là khả năng dứt điểm với trụ chân rất tốt đã giúp cho Thức Phi đến lúc này có được 6 bàn. Phạm Đức Hòa đã có một tình huống thi đấu lăn xả. Người đã va chạm với Phạm Đức Hòa đó là cầu thủ áo số 8, Lương Thái Huy. Ngày hôm nay cùng có hai cầu thủ là Thái Huy trên sân. Một là Trần Thái Huy, ma số 9 của Hồ Chí Minh City Wings, và Lương Thái Huy, ma số 8 bên phía Hà Nội Buffalo. Ngô Ngọc Sơn, Phạm Đức Hòa. Đây là Yusunov. Ngô Ngọc Sơn, một tình huống phá bóng kịp thời của Paro Canvo. Ở trận đấu bán kết với Sài Gòn Heat thì Ngọc Sơn, Quốc Nam, Trọng Luân và Trần Văn Vũ chính là bộ khung tốt nhất của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Phản công, phản công, đây là cơ hội, Lương Thái Huy, không được. Cuối cùng thì Thái Huy cũng đã để mất bóng, anh không thể vượt qua được sự vây áp bởi ba cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Một cú dứt điểm rất nguy hiểm đến từ Tôn Thức Phi. Đó là giá trị mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang chờ đợi ở cầu thủ áo số 5 của mình. Yusunov.
Trần Thái Huy. Quả đá biên dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Hai đội liên tục có những màn ăn miếng trả miếng và các cầu thủ Hà Nội Buffaloes cũng biết cách tạo ra một sự pressing rất tốt về phía đội hình của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân. Pha xử lý của Thái Huy. Như vậy là cầu thủ mang áo số 10 Thành Tín đã được tung vào sân. Ở những trận đấu gần đây thì Thành Tín đã trở thành một trụ cột thực sự của Hà Nội Buffalo. Phong cách thi đấu của Thành Tín ngày càng đỉnh đạt hơn. Cầu thủ bóc bóng tốt của thủ thành Vũ Văn Khá. Như vậy là ở trong tình huống trước đó thì cầu thủ Lê Đức Hiếu đã bị một vết thương trên mặt và trọng tài yêu cầu cầu thủ này phải rời sân để được các nhân viên y tế chăm sóc. Vừa rồi thì Văn Khá đã có một tình huống chủ động dứt điểm thẳng về phía khung thành của Văn Huy khi mà nhận thấy Văn Huy đã đứng khá cao. Vậy là kiếp đấu đầu tiên của Hồ Chí Minh City Wings cũng đã được xuất hiện trên sân. Phùng Trọng Luân, Lê Quốc Nam, Trần Văn Vũ và cầu thủ áo số 8 là Lưu Nhất Tiến. Vậy là Lưu Nhất Tiến tạm thời được vào đá thay thế cho Vũ Xuân Du. Procanvo. Có vẻ như là Xuân Du vẫn đang có một chút vấn đề về mặt thể trạng nên anh cũng không được sử dụng nhiều cho lắm. Mặc dù vậy đó là một phương án an toàn để tránh Xuân Du bị những vấn đề đáng tiếc xảy ra. Trọng Luân và Thất Phi vừa có những tình huống tranh chấp với nhau. Những nhân tố quan trọng nhất của hai đội. Tôn Thất Phi. Đó là một tình huống xử lý hơi khó hiểu của cầu thủ áo số 5 bên phía Hà Nội Buffaloes. Ngày hôm qua thì sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Cần Thơ Catfish thì Thất Phi đã không thể tiếp tục thi đấu và anh buộc phải ngồi bên ngoài để xem các đồng đội của mình bởi những chấn thương. Tuy nhiên giờ đây thì Thất Phi đã trở lại. Sự va chạm giữa Thất Phi và Phùng Trọng Luân rất hay. Thất Phi. Đó là những gì mà chúng ta đang mong đợi. Sự đối đầu giữa hai cầu thủ đang là những người dẫn đầu danh sách ghi bàn vào lúc này. Và có lẽ màn đối đầu này cũng sẽ phân định ra ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu này. Thất Phi. Góc quá hẹp. Phùng Trọng Luân đã lên tiếng, đã ghi dấu ấn của mình trong trận chung kết. Và chúng ta chờ đợi sự bùng nổ đến từ Tôn Thất Phi. Rất tốt. Rất hay. Nhất Tiến. Tôn Thất Phi. Một lần nữa chúng ta thấy được đẳng cấp của Phùng Trọng Luân. Một tình huống đánh góc quá tinh tế của cầu thủ áo số 7. Thật không ai có thể ngờ được Phùng Trọng Luân lại chọn một vị trí sát với khung thành của Văn Huy và đứng đó chờ đợi sẵn như vậy. Thật khó tin. Một pha chuyền bóng xuất thần của Nhất Tín đã giúp cho Phùng Trọng Luân có một cú đặt gót cực kỳ đơn giản để đánh bại được thủ thành số 1 của Futsal Việt Nam Văn Huy, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hồ Chí Minh City Wings. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 và đó là bàn thắng thứ 8 của Trọng Luân ở giải đấu này. Thật sự là không biết dùng mỹ từ gì để miêu tả được sự xuất sắc của Phùng Trọng Luân kể từ đầu giải cho đến những pha xử lý trong trận chung kết ngày hôm nay. Bây giờ thì thế rượt đuổi đã trở lại, đã đổi chiều khi mà Hà Nội Buffalo là những người sẽ phải
tìm kiếm bàn thắng để ít nhất đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Lúc này thì Tôn Thất Phi đã tạm thời được đưa ra nghỉ và đội hình của Hà Nội Buffalo trở lại với kiếp đấu xuất phát. Không biết là anh Đức có nhận ra những vấn đề ở Tôn Thất Phi. Theo tôi thì tôi thấy rằng Thất Phi thực sự anh không có được thể trạng tốt nhất khi vào sân. Rõ ràng là Thất Phi rất khác với những gì anh đã thể hiện trước đó. Rõ ràng ngày hôm qua đã thực sự gần như bào mòn mọi sức lực của Thất Phi trong trận bán kết với Cần Thơ Catfish. Nói không quá thì chính Thất Phi là cầu thủ đã gánh team. Và điều này khiến cho anh ngày hôm nay thật sự rất khó khăn trước những cầu thủ xuất sắc của Hồ Chí Minh City Wings. Lại là Phùng Trọng Luân. Đó là một tình huống quá khôn ngoan của Phùng Trọng Luân. Anh đã chủ động lắc bóng ra và giữ bóng khiến cho đối phương khó chịu và buộc phải phạm lỗi với anh theo một cái cách nhận thẻ. Nhưng mà trước đó cũng phải dành lời khen cho Phùng Trọng Luân với một tình huống vào bóng rất quyết liệt. Cầu thủ mão số 7 đã thể hiện mọi phẩm chất tốt nhất của mình. Phùng Trọng Luân đang nhận được rất nhiều những lời tán thưởng của cổ động viên. Như vậy là với tình huống phạm lỗi thì Lê Quang Vinh cũng đã nhận thẻ vàng. Thủ Xuân Du. Trong trận đấu bán kết giữa Hồ Chí Minh City Wings và Sài Gòn Heat diễn ra vào buổi chiều ngày hôm qua, cũng tại nhà thi đấu Rạch Miễu thì khán giả cũng đã đến kín nhà thi đấu. Và ngày hôm nay trận chung kết này điều tương tự cũng đã xảy ra. Chúng ta thấy được sự trở lại của Tôn Thất Phi trong đội hình của Hà Nội Buffaloes. Thành Tín. Vẫn là Thành Tín. Rất tốt. Rất hay. Trống trải. Cơ hội. Vũ Đức Tùng đã trả lời Phùng Trọng Luân bằng việc hoàn thành cú đúp của riêng mình. Một tình huống xử lý tinh tế của tuyển thủ quốc gia. Khi mà Tôn Thất Phi chưa kịp có lời đáp trả thì Vũ Đức Tùng đã làm thay anh. Đáp lại cú đúp của Phùng Trọng Luân, đó là cú đúp của Vũ Đức Tùng. Bàn thắng thứ tư ở phút thứ 9. Chưa đầy 10 phút trôi qua và chúng ta được chứng kiến nhiều bàn thắng trong trận chung kết và đó đều là những pha xử lý rất đẹp. Khác với những gì mà các đội đã thể hiện ở vòng bán kết, những thế trận chặt chẽ thì bây giờ hai đội đang cống hiến một trận đấu cực kỳ cởi mở với 4 bàn thắng đã được ghi. Phạm Đức Hòa. Hòa đã hơi chơi với trong tình huống chuyền bóng của mình. Thành Tín. Thành Tín đã bị áp bởi hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Tình huống mà Vũ Đức Tùng có được bàn thắng chính là nhờ từ sự phát động của Nguyễn Thành Tín. Và đó là một tình huống mà Thành Tín chuyền bóng vừa đủ để loại được cầu thủ của đối phương. Bóng đến chân của Vũ Đức Tùng và số 11 này cũng chỉ thực hiện một pha chích bóng rất nhẹ. Nhưng nó lại đánh lừa được hướng phán đoán của thủ thành Vũ Văn Khá. Yusunov. Hai bàn thắng gần nhất của hai đội đều xuất phát từ những tình huống xử lý tinh tế của cầu thủ đôi bên. Nguyễn Thành Tín. Lúc này trận đấu trở về vạch xuất phát và mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Áp lực cũng đã đôi phần giảm dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Rất hay. Xuân Du. Những pha phối hợp theo bài đã được tập rất kỹ của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Trần Thái Huy. Dứt điểm từ xa. Lắc bóng và sút bóng bằng chân trái rất căng. Thêm một tình huống phạm lỗi là Yusunov sẽ phải nhận thẻ vàng. Trước đó thì anh cũng đã khiến cho trọng tài phải dành những lời nhắc nhở đối với mình rồi. Yusunov cần phải giữ một cái đầu lạnh hơn ở một trận đấu quan trọng như thế này. Người bị phạm lỗi đó là Nguyễn Thành Tín.
Tuyển thủ quốc gia của Uzbekistan đến lúc này vẫn chưa thật sự là một nhân tố nổi bật bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Tuy nhiên anh cũng là một cầu thủ, một vai trò thay thế cực kỳ quan trọng. Ngoại trừ bộ khung hùng mạnh nhất của đội bóng đến từ Hồ Chí Minh. Ở tuần đấu đầu tiên tại Hà Nội thì Yusunov cũng là cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên của giải đấu năm nay. Vừa rồi thì từ Minh Quang đã có một pha không chơi bóng không tốt. Tùng Thất Phi, Parukhanvo, Minh Quang. Parukhanvo, Đức Tùng. Mất bóng nguy hiểm, dứt điểm. Đúng, thật sự là lúc này Thất Phi anh không có được phong độ ổn định. Việc bị bào mòn quá nhiều đã khiến cho Thất Phi có thể nói là đang suy giảm một cách cực kỳ lớn. Cơ hội cho Xuân Du, chưa dứt điểm. Vũ Đức Tùng, một thủ trượt ngã đáng tiếc của Đức Tùng. Trọng Luân, Thái Huy, vẫn là cao thủ City Wing. Đây là Phùng Trọng Luân, mở tốc độ và dứt điểm. Đó có vẻ như là một tình huống chuyền bóng về cột 2 của Trọng Luân. Không được, bóng không đến được chân của Xuân Du. Ngọc Sơn vào sân. Rõ ràng là khi mà Phùng Trọng Luân trở lại với đội hình của City Wing thì Hà Nội Buffalo ngay lập tức phải đối mặt với những áp lực. Bỏ bóng tốt. Tiếp tục là một pha sút bóng về phía cột 2. Phạm Đức Hoa. Đức Hoa rất kinh nghiệm. Đức Hoa không được. Vừa rồi thì Ngọc Sơn cũng đã đứng ở một vị trí và chờ sẵn đồng đội của mình chuyền bóng, nhưng Đức Hoa đã thực hiện một pha dứt điểm, và đó cũng là một pha dứt điểm có chất lượng. Phùng Trọng Luân. Liên tiếp là sức ép được tạo ra bởi Hồ Chí Minh City Wings. Nguyễn Văn Huy trong ít phút vừa qua đã phải làm việc rất tích cực, đã phải trổ hết tài năng của mình. Parukhanvo. Lương Thái Huy. Thái Huy. Tôn Thất Phi. Tôn Thất Phi và Thái Huy đã bị vượt qua. Một tình huống chuyền bóng mắc lắc. Đó là pha chuyền bóng mắc lát của Trần Văn Vũ. Nhưng cuối cùng thì ba cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đã không thể tận dụng thành công pha bóng đó. Các cầu thủ Buffalo đã có tình huống lùi về để áp sát Lưu Nhất Tiến rất nhanh. Cầu thủ áo số 8 của City Wings đã không thể đưa ra một giải pháp tốt. Một pha phá bóng để giải tỏa khi mà Hà Nội Buffalo đã đối mặt với quá nhiều những tình huống đe dọa không thành đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Văn Vũ. Bóng đã đi quá tầm băng lên của Ngọc Sơn. Sẽ thay đổi người đến từ Hà Nội Buffalo. Nguyễn Thành Tín cùng với cầu thủ áo số 16 là Trần Quang Vũ đã được đưa vào sân để thay thế cho Tôn Thức Phi và Parukhanvo. Lê Đức Hiếu, Thành Tín, những pha phối hợp ở phần sân nhà không thật sự tốt của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Trần Văn Vũ vẫn là những người thực hiện những tình huống đá biên cũng như phạt góc của City Wings.
Rất tốt. Nỗ lực lấy bóng của Trần Văn Vũ. Trần Vũ đã sử dụng kinh nghiệm của mình để đoạt bóng từ chân của Trần Quang Vũ. Đây mới là lỗi 2 của Hà Nội Buffaloes. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh City Wings đã mắc lỗi 4. Phùng Trọng Luân. Vẫn là cầu thủ bao số 7 giữ bóng rất chắc chắn trong chân. Những pha giữ bóng cực kỳ khó chịu của Phùng Trọng Luân và anh luôn hút được 1 đến 2 cầu thủ của đối phương. Rất hay. Ngô Ngọc Sơn đã bị phạm lỗi cho Phùng Trọng Luân bởi vì Ngọc Sơn đã bị kéo từ phía sau. Và đây sẽ là một tình huống phối hợp đá phạt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Nhiều khả năng là họ sẽ hội ý. Đúng như vậy. Rõ ràng là Phùng Trọng Luân đang là nguồn cảm hứng cũng như người tạo nên sự khác biệt cho các cầu thủ City Wings. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem miếng đánh này của các học trò huấn luyện viên Bảo Quân. Một tình huống mà Hồ Chí Minh City Wings cần phải biết cách tận dụng khi bóng đã gần sát khung thành của đối phương rồi. Vậy là thời gian hội ý cũng đã hết và chúng ta sẽ cùng chờ đón một tình huống rất nguy hiểm mà City Wings sẽ sở hữu. Với những cầu thủ có lực chân cực mạnh như là Đức Hòa hay là Quốc Nam thì đây sẽ là những tình huống mà khả năng họ sẽ nã bóng thẳng vào khung thành của đối phương. Và cũng vẫn có khả năng sẽ là một đường bóng cho Phùng Trọng Luân người đang đứng chờ sẵn. Phùng Trọng Luân sẽ bị bắt kỹ hơn ở những pha bóng như thế này. Rất tốt! À! Ngay sau khi hội ý thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã có một pha phối hợp đá phạt không tưởng. Và như vậy người chạm bóng sau cùng là Tôn Tất Phi. Một tình huống đốt lưới nhà. Đúng là tình huống chạm chân của Tôn Thất Phi đã khiến cho bóng sâu kim thủ thành Văn Huy. Như vậy là Tôn Thất Phi cũng đã đưa được bóng vào lưới, nhưng thật sự đáng tiếc đó là tình huống đưa bóng về lưới nhà. Đến lúc này thì có thể nói Tôn Thất Phi đang là một gương mặt không đáp ứng được kỳ vọng. Đó là một điều tương đối đáng tiếc của cầu thủ áo số 5 này. Và bàn thắng vừa rồi đã được tính cho cầu thủ Quốc Nam. Một tình huống sạc bóng rất chuẩn xác của Trần Văn Vũ. Với nỗ lực cản phá vừa rồi thì Trần Văn Vũ đã được chăm sóc y tế và lúc này rời sân để nhường quyền lại thi đấu lại cho Cổ Trí Kiệt. Bây giờ thì Hà Nội Buffalo sẽ tiếp tục là những người rơi vào thế rượt đuổi. Rất nguy hiểm, ba đôi! Và rất bất ngờ, người đưa bóng về lưới nhà là Phùng Trọng Luân. Không thể tin được những gì đang diễn ra. Các cổ động viên trên sân, các cổ động viên trên khán đài họ đang nhảy múa bởi một trận đấu quá tuyệt vời. Lần thứ ba Phùng Trọng Luân đưa bóng vào lưới trong trận đấu này. Một nỗ lực ngăn cản đối phương. Đúng là cái chân của Phùng Trọng Luân. Ba đều, Thất Phi, Trọng Luân đều đã phản lưới nhà. Hai tình huống ghi bàn gần nhất đều là những tình huống đốt lưới của các cầu thủ đôi bên. Quá nhiều diễn biến bất ngờ diễn ra trong trận chung kết ngày hôm nay và tỷ số là 3 đều. Hai ngôi sao sáng nhất của hai đội họ đều đã có những dấu ấn riêng của mình. Với Phùng Trọng Luân thì anh
đã ghi bàn vào lưới của đối phương và cả lưới nhà, nhưng với Thất Phi thì lúc này Thất Phi vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới của đối phương. Với tình huống phạm lỗi vừa rồi thì Hà Nội Buffalo cũng đã chạm lỗi 4. Lúc này cả hai đội đều đã có 4 lỗi. Thời gian của hiệp 1 còn khoảng gần 6 phút nữa. Yusinov rất tốt. Trần Phạm Đức Hoa dứt điểm. Lê Quốc Nam không được. Như vậy là trọng tài xác định phạt góc cho Hồ Chí Minh City Wings. Bỏ bóng rất tốt của Trí Kiệt. City Wings cũng đã chứng minh được ngôi vị đầu bảng ở vòng loại của họ là không phải may mắn. Sau khi nhận những bàn thua và chịu bất lợi về mặt điểm số thì họ ngay lập tức, gần như ngay lập tức có được bàn gỡ. Như vậy là chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài ở tình huống này. Và các trọng tài đang có sự hội ý với nhau. Họ đã báo lỗi 5 của Hồ Chí Minh City Wings. Lỗi tổng hợp thứ 5 và thời gian của hiệp 1 là 5 phút nữa. Lúc này thì đôi chút lợi thế lại bất ngờ thuộc về Hà Nội Buffaloes. Nếu phạm lỗi thì các cầu thủ City Wings sẽ phải đối mặt với một tình huống đá phạt 10m. Đến lúc này thì hai đội vẫn đang có một kết quả cân bằng, nhưng về mặt thế trận thì rõ ràng là Hồ Chí Minh City Wings đã chơi tốt hơn đối phương. Sự cân bằng không chỉ được thể hiện về mặt điểm số mà nó còn được thể hiện cả về cách mà các cầu thủ ghi bàn. Hai cú đúp của Trọng Luân và Đức Tùng, cùng với đó là hai bàn phản lưới nhà. Cơ hội! Yusinov nhả bóng lại đi! Không, đó là một tình huống quá tham bóng của tuyển thủ người Uzbekistan. Lẽ ra thì Yusinov nên truyền bóng lại cho đồng đội. Ở bên trong thì Cổ Trí Kiệt đã chờ sẵn rồi. Tôn Thất Phi. Tôn Thất Phi vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Thực tế thì đến lúc này Tôn Thất Phi chưa thể thực hiện được những pha đi bóng sở trường của mình ở dọc biên. Có lẽ là anh gặp phải quá nhiều khó khăn bởi những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Vũ Văn Khá phát bóng dài, nhưng đó là một đường phát bóng không chuẩn xác dành cho Yusinov. Đến lúc này thì hai đội đã xếp đầu sau vòng loại, đang thể hiện được đúng với đẳng cấp của mình. Hà Nội Buffalo đã có được 3 chiến thắng và 2 trận thua ở 5 trận đấu vòng loại. Trong khi đó thì Hồ Chí Minh City Wings đã có được 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Parokanvo, Vũ Đức Tùng. Đường truyền không chuẩn xác của cầu thủ áo số 11. Vũ Đức Tùng cũng đã tự phàn nàn bản thân về đường truyền thiếu chuẩn xác vừa rồi. Tuy nhiên đến lúc này thì số 11 của Hà Nội Buffalo là cầu thủ đã thi đấu rất tốt. Anh đã lập được một cú đúp. Cổ Trí Kiệt nguy hiểm, bóng thuộc về Buffalo. Parokanvo. Parokanvo đối mặt với Yusinov và Trần Thái Huy. Trọng tài xác định là Parokanvo đã không đặt bóng trên vạch. Đây là một trận đấu mà đến lúc này thì đã có những sai lầm, nối tiếp sai lầm từ phía cầu thủ của hai bên. Ít nhất là 3 bàn thắng đã được tạo ra bởi chính những sai lầm. Rất tốt, Thái Huy. Trọng Luân. Ngô Ngọc Sơn.
Và lúc này thì Paro Canvo đang đá ở vị trí Fiso. Chúng ta thấy được những tình huống xử lý kỹ thuật của Paro Canvo là hoàn thiện đến như thế nào. Paro Canvo là một ngoại binh, anh chơi ở giải hàng đầu Bồ Đào Nha. Đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên Paro Canvo được chuyển nhượng theo mùa vụ để thi đấu cho Hà Nội Buffaloes. Và mùa hè tới thì Paro Canvo sẽ đến chơi tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Trận đấu đang có phần trùng xuống bởi những tình huống dè dặt hơn của cầu thủ hai bên. Họ không còn quá ào ạt tấn công như những gì đã diễn ra ở khoảng nửa đầu của hiệp 1. Ngô Ngọc Sơn đã hơi vội vàng một chút ở tình huống vừa rồi. Hoàn toàn có thể giữ bóng thêm 1 đến 2 nhịp nữa để đối mặt với tình huống mà Văn Huy đã băng ra. Nhưng Ngọc Sơn đã hơi vội vàng thực hiện một cú tân bóng. Và cũng phải dành lời khen cho phản xạ có thể nói là rất nhanh của thủ thành số 1 bên phía Hà Nội Buffaloes. Vậy là huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân tiếp tục yêu cầu quyền hội ý cho câu lạc bộ City Wings. Đã không có ít trận đấu, Bảo Quân đã phải rất đau đầu với các cầu thủ của mình khi mà họ dẫn trước rồi để cho đối phương cân bằng tỷ số và rơi vào thế khó. Đến lúc này chắc hẳn là Bảo Quân sẽ rút ra rất nhiều những kinh nghiệm để các học trò của mình không rơi vào những tình trạng như vậy nữa. Và theo quy định ở trong trận chung kết của giải đấu này thì nếu hai đội cầm hòa nhau trong thời gian chính thức thì chúng ta sẽ có thời gian bù giờ trước khi bước vào loạt luân lưu. Xin lỗi quý vị, đó là thời gian hiệp phụ trước khi bước vào loạt đấu luân lưu nếu hai đội tiếp tục không thể phân định thắng bại. Tuy nhiên đến lúc này thì tôi cảm giác đó là một điều rất khó xảy ra, bởi vì những gì mà hai đội đang thể hiện, họ đang rất quyết tâm để có thể giải quyết trận đấu trong những khoảng thời gian thi đấu chính thức. Tiếp tục là tình huống đá phạt góc. Rõ ràng là Trần Văn Vũ luôn muốn tìm kiếm đến vị trí của Phùng Trọng Luân. Paro Canvo cũng rất kinh nghiệm ở tình huống vừa rồi, dĩ nhiên là anh phải nhắm đến vị trí của Trọng Luân đứng ở đâu. Không cho phép Trọng Luân tiếp tục được thực hiện những quả vô lê kiểu như bàn mở tỷ số như vậy. Chính xác là bàn thắng của Phùng Trọng Luân là bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Thái Huy. Văn Vũ. Đến lúc này cầu thủ có mặt trên sân nhiều nhất bên phía Hồ Chí Minh City Wings đó chính là Phùng Trọng Luân. Rất bình tĩnh. Trần Văn Vũ. Thêm một đường chuyền vượt tuyến của Văn Vũ nhưng Paro Canvo đã có mặt để phòng ngự tốt. Bây giờ chúng ta có thể hiểu vì sao Paro Canvo lại đang đá ở vị trí Fiso. Đúng là rất cần một cầu thủ có thể hình như Paro Canvo để có thể che chắn được những tình huống mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings chuyên dài. Tôn Thất Phi. Chuyền bóng không chuẩn xác, cơ hội để phản công Trần Văn Vũ. Ngô Ngọc Sơn. Ngày hôm nay thì Thất Phi đã không đá ở vị trí pivot. Đúng là có những sự thay đổi để có thể phù hợp với đối phương mà huấn luyện viên Luis đã đưa ra. Đây là Ngô Ngọc Sơn. Chỉ còn khoảng hơn 40 giây nữa là thời gian thi đấu của hiệp 1 sẽ khép lại. Phạm Đức Hòa. Phùng Trọng Luân. Thái Huy rất tốt. Những pha xử lý rất thanh thoát của Thái Huy. Đây là một cầu thủ có thể lực rất sung mãn. Phạm Đức Hòa nỗ lực để mở tốc độ. Tình huống ngăn cản rất tốt đến từ một cầu thủ bên phía Hà Nội Buffaloes. Vừa rồi đã có một tình huống solo tốc độ giữa Vũ Đức Tùng và Thái Huy. Dĩ nhiên là rất khó để cho Vũ Đức Tùng có thể vượt qua được Thái Huy. Vậy là Hà Nội Buffalo sẽ có một thủ đá biên và người thực hiện là Nguyễn Thành Tín. Thành Tín rất nguy hiểm.
đó là từ Minh Quang. Không thể ngờ được là ở pha bóng đó thì từ Minh Quang vẫn có thể thực hiện một pha chạm bóng và dứt điểm nguy hiểm đến như vậy. Người em Tô Thất Phi. Thất Phi đã không thể ghi bàn khi anh có được một cơ hội rất tuyệt vời. Tình huống xử lý của Thất Phi cũng thật sự rất tốt, nhưng Vũ Văn Khá vẫn là người chơi rất tập trung. Thất Phi vẫn đang kém Trọng Luân hai bàn ở danh hiệu vua phá lưới. Bảy giây là vừa đủ để cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo thực hiện pha tấn công cuối cùng này trong hiệp 1. Lại là Thành Tín. Thành Tín, bóng đã đi cắt ngang sân. Lẽ ra bóng tìm đến vị trí của Thất Phi là hợp lý hơn ở pha bóng vừa rồi, nhưng Thành Tín đã không thực hiện đường chuyền cho Thất Phi. Chỉ còn khoảng 4 giây và có lẽ hiệp 1 cũng sẽ kết thúc với tỷ số hòa 3 đều. Hết giờ. Vậy là hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã khép lại với một thế trận cân bằng được thể hiện qua tỷ số 3-3 giữa hai đội. Những cầu thủ đã ghi bàn trong hiệp 1 đó là cú đúp của Phùng Trọng Luân và chính anh đã có một bàn phản lưới nhà. Bên cạnh đó là cú đúp của Vũ Đức Tùng và một bàn phản lưới nhà của Tôn Thất Phi. Xin mời quý vị hãy cùng nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với diễn biến hấp dẫn của hiệp đấu thứ hai trận đấu chung kết này. Xin cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của các cô gái City Angel.
đổ mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thiếu khoáng chất và chất điện giải. Revive với công thức iHydrate độc đáo, bù nước nhanh, đồng thời bổ sung khoáng chất và chất điện giải, giúp bạn lấy lại phong độ đỉnh cao. Revive bổ sung điện giải, hứng khởi đi bạn. To restore our reputation. We track it, and it leads us to the painting. Như chúng ta đã biết, futsal là một hình thức thể thao trong nhà với luật lệ được áp dụng và chọn lọc từ các luật lệ thi đấu của các môn thể thao khác. Vậy nên có các điều luật sẽ giống và khác với bóng đá như thế nào? Do diện tích thi đấu nhỏ với số lượng người ít hơn bóng đá nên thời gian của futsal cũng ngắn hơn so với bóng đá. Bóng đá có 2 hiệp thi đấu với 45 phút một hiệp. 2 hiệp phụ nếu kết quả hòa, 15 phút một hiệp phụ, không được hội ý giữa trận đấu. Futsal cũng có 2 hiệp thi đấu nhưng với 20 phút một hiệp. 2 hiệp phụ nếu kết quả hòa sẽ có 5 phút một hiệp phụ. Mỗi đội được 2 lần hội ý trong một hiệp, mỗi lần 2 phút. Trái với bóng đá có những quy định cực kỳ chặt chẽ và ngặt nghèo về thay người, futsal cho phép thay người thoải mái. Trong một trận đấu có thể thay vô số lượt, cầu thủ thay ra có thể thay vào. Futsal thay người không cần xin phép trọng tài, không cần viết giấy thay người. Cầu thủ thay người chỉ cần đứng vào vạch biên ngang, giơ tay cho trọng tài thấy và vào sân ngay khi bóng chết. Với bóng đá, có 11 cầu thủ chính thức, kể cả thủ môn, tối đa thay cầu thủ 3 lần. Cầu thủ sau khi được thay ra sẽ không thể tiếp tục quay trở lại sân thi đấu. Còn với futsal, có 5 cầu thủ chính thức, kể cả thủ môn. Không giới hạn số lần thay người, cầu thủ được thay ra vẫn được vào sân lại thay cho cầu thủ khác. Bóng đá ném biên bằng tay. Còn với futsal, đá biên không dùng tay. Có 3 trọng tài, 1 chính và 2 biên. Có trợ lý trọng tài thường bấm giờ và đưa bản báo điện tử. Futsal có 2 trọng tài. Ban trọng tài gồm trọng tài bấm giờ, trọng tài ghi đổi và trọng tài giám sát. Với bóng đá, áp dụng luật việt vị. Đội bóng có cầu thủ bị trút quyền sẽ không thể bổ sung cầu thủ đến hết trận. Còn với futsal, không áp dụng luật việt vị. Đội bóng có cầu thủ bị rút quyền thi đấu sẽ bị phạt 2 phút không được bổ sung người hoặc có thể rút ngắn thời gian khi đối phương có bàn thắng. Phạt đền ở chấm 11m. Với bóng đá, phạt trực tiếp ngay vị trí phạm lỗi. Penalty, đá 5 lần thắng 3, nếu hòa sẽ thêm lượt. Còn với futsal, đá 3 lần thắng 2, nếu hòa sẽ thêm lượt. Futsal phạt đền we'll be right back.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên của trận chung kết giữa Hà Nội Buffaloes và Hồ Chí Minh City Wings đã kết thúc với một thế trận cực kỳ hấp dẫn và kịch tính với tỷ số hòa 3 đều. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Vũ Đức Tùng, người đã lập được một cú đúp cho đội bóng đến từ thủ đô trong hiệp thi đấu đầu tiên. Xin chào Vũ Đức Tùng. Với cú đúp lập được trong hiệp thi đấu đầu tiên thì anh cho biết cảm nghĩ của mình về màn trình diễn của bản thân cũng như là đội bóng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Mấy hiệp một thì với một cú đúp của em thì nói chung là cũng một phần là vì các đồng đội đã trợ giúp em rất nhiều. À, đội bóng đã thi đấu theo cá nhân của Vũ Tùng là đội bóng đã thi đấu tốt như thế nào trong hiệp thi đấu đầu tiên? Đội bóng của em lúc đầu vào thì có rất là tốt, nhưng mà khoảng thời gian giữa hiệp thì có phần hơi nóng vội nên là để những bàn thắng ghi rất chi là nhanh. Như vậy trong hiệp thi đấu thứ hai thì quyết tâm của Hà Nội Buffalo sẽ được thực hiện như thế nào? Đây là giải đầu tiên của VFL nên là đội em rất là cố gắng, tập trung và muốn giành được cái chức vô địch giải lần đầu tiên. Và một câu hỏi cuối cùng đó là Vũ Đức Tùng nhận xét như thế nào về không khí của giải đấu trong ngày hôm nay, đặc biệt là sự cổ động của các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các thành phố trên khắp cả nước? Thực sự là khán giả đến sân có một phần rất chi là to lớn để bọn em có thêm động lực để cống hiến những trận cầu rất chi là đẹp mắt này. Nói chung là không khí rất chi là náo nhiệt, bao nhiêu cổ động viên không còn một chỗ ghế ngồi nào mà trống nữa. Em thấy mùa giải năm nay đầu tiên là rất chi là hoành tráng và nhiệt. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của Vũ Đức Tùng và chúc anh sẽ có một hiệp hai thi đấu thật tốt. Như vậy là chúng ta đã đến với những chia sẻ rất chân thành đến từ Vũ Đức Tùng và sẽ cùng hướng đến hiệp thi đấu thứ hai với một thế trận còn hấp dẫn hơn đang chờ đón chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị. Cơ thể không chỉ mất nước mà còn thiếu khoáng chất và chất điện giải. Revive với công thức iHydrate độc đáo, bù nước nhanh, đồng thời bổ sung khoáng chất và chất điện giải, giúp bạn lấy lại phong độ đỉnh cao. Revive bổ sung điện giải, hứng khởi ghi bàn. Ưu đãi lớn cho khách hàng sử dụng gói cơ bản của truyền hình FPT, miễn phí nâng cấp lên tín hiệu HD cho 15 kênh quốc tế đặc sắc bao gồm nhóm kênh phim truyện bom tấn Hollywood HBO, Fox Movie, Magby HBO, nhóm kênh hoạt hình đặc sắc cho bé Cartoon Network, Disney Channel, nhóm kênh thể thao giải trí hấp dẫn cho bà mẹ ASN, Channel V, Fox Life, Fashion TV, Fox Sports. Nhóm kênh khoa học tin tức đặc biệt lôi cuốn NHK World, DW, National Geographic, thế giới giải trí dành cho cả gia đình với chất lượng tuyệt hảo. Truyền hình FPT, xem là yêu. Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài 1900 6600.
Xin mời quý vị cùng quay trở lại với hiệp 2 trận đấu chung kết của VFL 2018 giữa Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Lúc này thì tỷ số đang là 3 đều. Và các cầu thủ Hà Nội Buffaloes là những người lấy bóng ở trong hiệp 2 này. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì tất cả những gì dường như là xuất sắc nhất, đẹp mắt nhất và hay nhất của cả hai đội đã được thể hiện, và tỷ số hòa 3-3 cũng đã phần nào phản ánh được sự hấp dẫn của trận chung kết này. Đã có hai cầu thủ có được cú đúp trong ngày hôm nay, đó là Phùng Trọng Luân bên phía Hồ Chí Minh City Wings và Vũ Đức Tùng bên phía Hà Nội Buffaloes. Phùng Trọng Luân đã có một hiệp đấu rất xuất sắc. Chính anh là người đã cân bằng tỷ số và để rồi sau đó tạo nên một cuộc lội ngược dòng. Nhưng cũng chính Phùng Trọng Luân là người đã có bàn phản lưới nhà để giúp cho Hà Nội Buffaloes có được tỷ số hòa 3 đều. Phùng Trọng Luân không vào. Một pha lắc bóng và sút bóng rất hay. Ở bên kia chiến tuyến thì Tôn Thất Phi đã có một nút trầm trong hiệp thi đấu đầu tiên với bàn phản lưới nhà. Ngày hôm nay thì Tôn Thất Phi chưa có được cảm giác tốt nhất cũng như phong độ tốt nhất mà anh đã từng thể hiện trong suốt giải đấu. Trần Văn Vũ không thể vượt qua được Vũ Đức Tùng. Việc phải mất quá nhiều sức trong trận đấu bán kết đã khiến cho nhân tố nổi bật Tôn Thất Phi của Hà Nội Buffalo lúc này chưa tìm lại được chính mình. Trong khi đó thì Trọng Luân vẫn thể hiện được đẳng cấp ngày nào. Một tình huống mà Trần Văn Vũ đã tìm đến cột 2 với sự băng lên của Lê Quốc Nam. Minh Quang, Thành Tín, Trần Quang Vũ. Một quả đá để giải tỏa sau sức ép đến từ City Wings. Phùng Trọng Luân, Lê Quốc Nam, Trần Văn Vũ không thể dứt điểm, nhưng đó là tình huống phạm lỗi của Vũ Đức Tùng. Chúng ta hãy cùng chờ xem trọng tài xác định tình huống phạm lỗi vừa rồi là như thế nào. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo cho rằng họ không hề cố tình phạm lỗi với pha bóng này và họ cho rằng đó là một pha vào bóng hợp lệ. Ở tình huống quay chậm thì quyết định của trọng tài đã chuẩn xác. Vũ Đức Tùng chưa hề chạm bóng. Trong hiệp 1 thì các học trò của Bảo Quân đã có một pha dàn xếp đá phạt có thể nói là đầy bất ngờ. Và họ đã thành công ở bàn phản lưới nhà của Tôn Thất Phi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt này của họ là như thế nào. Đứng trước bóng đang là Trần Văn Vũ. Và ở cột 2 đang là Phùng Trọng Luân. Rất nhiều hiểm nguy sẽ dành cho Hà Nội Buffalo trong pha bóng này. Văn Vũ, tình huống phối hợp với Phạm Đức Hòa. Một pha phối hợp theo bài của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings, nhưng Hà Nội Buffalo cũng đã nắm bắt được ý đồ. Tiếp tục là đội trưởng Văn Vũ. Quốc Nam. Ở những phút đầu của hiệp 2 thì sức ép cũng đang thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Trong hiệp 1 thì đội bóng này đã chơi hay hơn, nhưng họ lại không có được một kết quả có lợi. Tôn Thất Phi. Bóng không đến được vị trí của cầu thủ mã áo số 17 bên phía Buffaloes. Đây là Lê Quốc Nam. Rất tốt Lê Quốc Nam. Đó là một quyết định dứt điểm ở chân không thuận của Quốc Nam. Ở tình huống mà Quốc Nam đã rơi vào thế khó khi anh đã bị đối phương ép phải dạt sát ra ngoài đường biên. Vũ Đức Tùng. Không có lỗi của Văn Vũ và tiếp tục là City Wings. Kinh nghiệm của Trần Văn Vũ và Phùng Trọng Luân đến lúc này đang là những nhân tố cực kỳ quan trọng. Rõ ràng là những pha bắt bài của Văn Vũ đã giúp cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings không rơi vào thế bị động. Tiếp tục là Văn Vũ trên những quả đá phạt biên cũng như là quả đá phạt góc của các cầu thủ City Wings.
Hùng Trọng Luân rất bình tĩnh quyết định đột phá của Phùng Trọng Luân. Dĩ nhiên Phùng Trọng Luân đủ khôn ngoan để anh có thể chiêu dụ đối phương phạm lỗi với mình. Lỗi thứ hai trong hiệp đấu thứ hai này của các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Người đã có tình huống phạm lỗi là Nguyễn Thanh Tiến. Tiếp tục là một tình huống cố định. Trên sân lúc này là Ngọc Sơn, Trần Thái Huy, Văn Vũ và Trọng Luân. Cú đá chìm của Văn Vũ. Đức Tùng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Xích chút nữa thì Trần Thái Huy đã có thể cướp bóng sau tình huống xử lý của Lê Đức Hiếu. Ở phần sân nhà thì có lẽ là Đức Hiếu cần phải tránh những đường truyền theo kiểu như vậy. Paro Canvo đã trở lại với đội hình của Hà Nội Buffaloes. Rất tốt, Paro Canvo. Ở vòng loại thì Paro Canvo đã từng có một bàn thắng ở góc như vừa rồi. Sau một pha xử lý rất nhanh và dứt điểm cực kỳ chuẩn xác. Rồi thì cơ hội đã đến với Tôn Thất Phi. Yusinov cũng đã có mặt trong đội hình của City Wings. Đã có tình huống áp sát từ phía sau của Vũ Đức Tùng với Ngô Ngọc Sơn. Vũ Đức Tùng. Tùng chơi ở vị trí pivot và quay lưng với khung thành của đối phương. Thất Phi. Pha xử lý hay của Tôn Thất Phi, dấu ấn đầu tiên của anh kể từ đầu trận đấu. Đó là những tình huống hoạt bóng và xử lý quen thuộc của Tôn Thất Phi. Cú dứt điểm đi vọt xa. Nguy hiểm, Tôn Thất Phi đã đoạt được bóng. Đó là một tình huống mà Ngọc Sơn đã bị bối rối sau pha xử lý bóng bước một không thành. Tôn Thất Phi. Paro Canvo. Tiếp tục là cầu thủ áo số 5 mở tốc độ. Pha đi bóng sở trường của Tôn Thất Phi. Cái đầu của Phạm Đức Hòa đã ngăn quả bóng đến vị trí của Lê Đức Hiếu. Những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai đã diễn ra với sự thận trọng hơn rất nhiều so với hiệp đấu đầu tiên. Sau những phút đầu của hiệp hai này bị dồn ép thì bây giờ Hà Nội Buffaloes phần nào họ đã cân bằng về mặt thế trận. Đây là những phút mà họ đang chiếm sự chủ động hơn so với các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Cú đá từ xa để giải tỏa tâm lý của chính Tôn Thất Phi. Khát khao có được bàn thắng trong ngày hôm nay của Tôn Thất Phi còn được thúc đẩy hơn rất nhiều khi Phùng Trọng Luân đã có được một cú đúp. Cả hai bước vào trận đấu với việc dẫn đầu danh sách ghi bàn khi có cùng 6 pha lập công. Rất mạo hiểm. Phạm Đức Hòa vừa rồi đã có một tình huống xử lý khá táo bạo khi mà đối phương suýt chút nữa đã cướp được bóng. Phạm Đức Hòa. Đây sẽ là cơ hội cho Buffaloes. Tôn Thất Phi. Thái Huy. Đức Hiếu. Lương Thái Huy đi bóng rất tốt. Tôn Thất Phi. Rất nỗ lực. Đó là một pha che chắn kinh nghiệm của Trần Thái Huy. Anh đã không cho phép Tôn Thất Phi vượt qua mình ở pha đi bóng sở trường của số 5 bên phía Hà Nội Buffalo. Yusinov. Văn Vũ. Cổ Trí Kiệt. Tiếp tục là Văn Vũ. Trí Kiệt.
Lúc này đội hình của huấn luyện viên Bảo Quân bất ngờ có hai cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí phi sô, đó là Trí Kiệt và Văn Vũ. Thái Huy rất tốt, rất tốt. Đáng tiếc là ở tình huống chuyền bóng cuối cùng thì Trần Thái Huy đã bị mất trụ. Tiếp tục là City Wing với pha dẫn bóng của Yusunov. Thái Huy. Không hiểu là Thái Huy đang gặp vấn đề gì. Ở pha bóng vừa rồi anh đã hơi lơ đễnh một chút. Và sau đó thì Thái Huy cũng đã rời sân với những bước đi tập tễnh. Có lẽ là chính Thái Huy đã mong muốn mình được rời sân sớm hơn, bởi mất đi một vị trí là cực kỳ nguy hiểm. Paul Canvo. Thái Huy đang bị đau. Giữ bóng rất chắc chắn. Tiếp tục là Paul Canvo. Đã có áp lực từ phía sau của Cổ Trí Kiệt nhưng trọng tài đã không thổi còi. Như vậy quyền đá biên sẽ thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Yusunov. Cổ Trí Kiệt chuyền bóng thông minh. Văn Vũ. Yusunov. Những pha phối hợp theo kiểu như vậy của Hồ Chí Minh City Wings luôn mang tính sát thương rất cao, bởi những cầu thủ của họ có khả năng dứt điểm rất tốt. Đáng tiếc là vừa rồi Yusunov đã ra bóng đi quá cao. Trọng Luân trở lại với đội hình của City Wings. Bên kia chiến tuyến thì Vũ Đức Tùng cũng đã vào sân. Thành Tín. Trọng Luân rất tốt, rất nỗ lực. Trọng Luân chưa dứt điểm. Đúng là Thành Tín đã trở thành một trò đùa của Phùng Trọng Luân ở pha bóng vừa rồi. Rất nỗ lực nhưng Thành Tín không biết cách nào để có thể ngăn chặn được Phùng Trọng Luân. Vẫn còn. Cú sút từ xa của Văn Vũ, nó chưa đủ sức để đánh bại thủ thành bên phía Hà Nội Buffalo. Nhưng sau pha bóng vừa rồi thì Nguyễn Văn Huy đã bị căng cơ. Trước đó thì Nguyễn Văn Huy đã có vấn đề và anh cũng đã từng ra hiệu cho ban huấn luyện của mình là anh gặp vấn đề về sức khỏe. Nhưng trận đấu đang diễn ra quá nhanh và bây giờ thì Văn Huy mới được chăm sóc từ các nhân viên y tế. Trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội Buffalo có một sự thay thế. Nếu như Văn Huy không thể tiếp tục thi đấu, đó là Phạm Văn Tú, thủ thành mang áo số 20. Nhưng nhìn những hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy được rằng Văn Huy sẽ tiếp tục trấn giữ khung gỗ của Hà Nội Buffalo. Hiệp 2 đã trôi qua một cách rất nhanh chóng. Lúc này thì còn khoảng hơn 11 phút, gần một nửa thời gian của hiệp đấu thứ 2 đã trôi qua. Lê Quốc Nam. Vẫn là Quốc Nam. Trọng Luân. Cú đá góc hẹp của Phùng Trọng Luân. Đó là một tình huống chủ đích ăn bóng bồi của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và sẽ lại là phạt góc dành cho City Wings. Phạm Đức Hòa sẽ là người đá bóng. Một quyết định đá thẳng của Đức Hòa. Phùng Trọng Luân đã nỗ lực để phòng ngự trong pha bóng vừa rồi. Ở tình huống rướng để phá bóng thì Phùng Trọng Luân đang bị căng cơ. Đó có lẽ là tình huống anh bị căng cơ chân trụ. Phùng Trọng Luân đã phải nhảy lên rất cao để có thể cản phá được pha ném bóng vừa rồi của Văn Huy cho Vũ Đức Tùng. Rõ ràng nếu không có nỗ lực của Phùng Trọng Luân thì cơ hội có thể đã đến với Vũ Đức Tùng. Phùng Trọng Luân đang là một nhân tố rất quan trọng và anh đang khiến cho huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân rất lo lắng ở bên ngoài. Sẽ là quả đá biên của Hà Nội Buffalo.
chuyền bóng không tốt. Người đã thực hiện đường chuyền đó là cầu thủ mặc áo số 17 Lê Quang Vinh. Không được. Nhưng Lưu Nhất Tiến cũng đã mang về một quả phạt góc cho các cầu thủ City Wings sau sức ép dành cho Nguyễn Thanh Tiến. Vũ Xuân Du đã vào sân. Lúc này thì Trọng Luân vẫn đang bị đau và đang được chăm sóc ở bên ngoài. Ngô Ngọc Sơn vừa tung cú dứt điểm. Vũ Văn Khá, Ngô Ngọc Sơn, Vũ Đức Tùng đã che chắn tốt nhưng vẫn là cầu thủ City Wing. Một tình huống rất nỗ lực của Ngô Ngọc Sơn ở những tình huống vừa rồi. Đường chuyền rất chuẩn xác của Vũ Văn Khá cho Ngô Ngọc Sơn. Lúc này thì Vũ Đức Tùng đang phải nằm sân. Rõ ràng là các cầu thủ trụ cột của các đội bóng bây giờ họ đang gặp rất nhiều vấn đề. Việc bị bào mòn quá nhiều, phải căng sức thi đấu liên tục đang khiến cho họ gặp rất nhiều vấn đề. Và lúc này thì hai cầu thủ lập được cú đúp trong trận đấu là Phùng Trọng Luân cũng như Vũ Đức Tùng đều đã phải rời sân vì những chấn thương. Bên ngoài sân thì gương mặt của Phùng Trọng Luân vẫn đang nhăn nhó rất đau. Nhiều khả năng là Phùng Trọng Luân sẽ không thể tiếp tục vào sân. Như vậy trọng tài xác định bóng biên là của các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Pedro Canvo. Lại là một tình huống xử lý không tốt của cầu thủ mặc áo số 17 Lê Quang Vinh. Pha chuyền dài rất tốt. Không vào. Tưởng chừng như thủ thành Nguyễn Văn Huy đã cản phá được tình huống vừa rồi. Tuy nhiên anh đã không thể ngăn cản bàn thắng của Vũ Xuân Du. Xuân Du đã có thể lập công chuộc tội sau sai lầm ở bàn mở tỷ số của Hà Nội Buffaloes. Đó là một tình huống mà tưởng chừng như bàn thắng sẽ rất khó đến, nhưng bóng lại từ từ lăn vào lưới. Một cú đá cận chân của Vũ Xuân Du nó cho ta thấy được cảm giác bóng rất tốt của cầu thủ mặc áo số 4 bên phía City Wings. Thời gian của hiệp 2 vẫn còn khoảng hơn 10 phút để cho Hà Nội Buffaloes tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình ngày hôm nay. Chỉ một lần duy nhất họ vươn lên dẫn trước ở bàn mở tỷ số, nhưng sau đó thì hai lần phải rơi vào thế rượt đuổi và đây là lần thứ 3. Trọng tài đang cho trận đấu tạm ngừng. Và dĩ nhiên là tình huống vừa rồi sẽ không được tính. Như vậy theo quan sát của chúng tôi thì ở ngoài sân Phùng Trọng Luân đã cởi giày. Chắc chắn cầu thủ này sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong thời gian còn lại dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Một mất mát rất đáng tiếc với Hồ Chí Minh City Wings. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Đó là chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ mặc áo số 6 Đức Hòa. Vẫn là những tranh cãi của các cầu thủ City Wing đối với trọng tài. Đây mới là tình huống phạm lỗi đầu tiên ở trong hiệp 2 này của Hồ Chí Minh City Wings. Cú đá thẳng của Thành Tín. Trần Văn Vũ. Xuân Du mất bóng nguy hiểm. Vũ Đức Tùng vào! Vũ Đức Tùng đã thể hiện một phong độ cực kỳ tốt của mình ngày hôm nay. Thật khó tin là ở góc sút như vậy anh đã có thể đánh bại được thủ thành Vũ Văn Khá một cách dễ dàng. Sự hiệu quả của Vũ Đức Tùng ở trận đấu này là cực kỳ cao. Cú hat-trick của cầu thủ mặc áo số 11 bên phía Hà Nội Buffaloes.
Thật bất ngờ khi ngày hôm nay Tôn Thất Phi không phải là ngôi sao sáng nhất của Hà Nội Buffalo mà đó là Vũ Đức Tùng. Mọi thứ lại trở lại vạch xuất phát sau bàn thắng vừa rồi của Vũ Đức Tùng. Bốn đều, cơ hội tuyệt vời. Lưu Nhất Tiến là người đã ghi bàn, cũng đã không cho thủ thành số 1 của đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam một cơ hội nào cả. Đến lúc này thì kịch tính của những phút đầu hiệp 1 đã được tái hiện ở hiệp thi đấu thứ hai. Ba bàn thắng liên tục diễn ra và người vừa mới ghi bàn là Lưu Nhất Tiến, một cái tên rất trẻ bên đội hình của City Wings. Một cú dứt điểm phải nói là với lực đi của quả bóng là quá mạnh. Đó là một tình huống mà thủ thành Nguyễn Văn Huy thậm chí là anh cũng không thể thấy được đường bóng đi quá nhanh và quá căng. Lợi thế một lần nữa lại được đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân tái lập. Vũ Văn Khá rất hấp dẫn. Trong một khoảng đầu thời gian của hiệp 2 này, hai đội đã dìu nhau, thì bây giờ họ lập tức tăng tốc và liên tiếp những bàn thắng đã đến. Ở thời điểm này thì còn đến hơn 9 phút nữa thì trận đấu mới kết thúc. Thành Tiến! Không được. Vũ Văn Khá đã chơi quá tốt ở pha ra xuất tướng vừa rồi. Panocanvo. Hà Nội Buffalo ngay lập tức gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tôn Thất Phi đá biên cho Hà Nội Buffalo. Mất bóng nguy hiểm. Thành Tiến đã kịp thời ngăn cản tình huống băng lên của Xuân Dù. Bóng biên thuộc về Hà Nội Buffalo. Như vậy là Ngô Ngọc Sơn đã phải nằm sân. Cầu thủ này có lẽ là đã tái phát chấn thương gặp phải trong trận bán kết. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Bảo Quân, Ngô Ngọc Sơn đã phải nén đầu để đá trong trận bán kết với các cầu thủ Sài Gòn Hit. Và sau những áp lực liên tiếp, chơi bóng với một cường độ rất cao và một tốc độ rất nhanh, thì lúc này Ngô Ngọc Sơn có lẽ là anh đã bị tái phát chấn thương. 9 bàn thắng được ghi đến lúc này. Một trận chung kết mà chúng ta thực sự đã xứng đáng để chờ đợi. Có cảm giác như nhà thi đấu Rạch Miễu cũng có đôi phần nín thở để chờ đợi những diễn biến tiếp theo mà cả hai đội City Wing cũng như là Hà Nội Buffalo mang lại. Chúng ta được ngắm nhìn lại một bàn thắng quá đẹp mắt của Lưu Nhất Tiến. Một cú sỉa mũi tăng căng như kẻ chỉ của số 8 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đến lúc này thì Trọng Luân đã không còn cơ hội để lập được cú hat-trick ngày hôm nay. Và đó sẽ là điều kiện để giúp cho Thất Phi có thể rượt đuổi được về con số bàn thắng với Phùng Trọng Luân. Anh vẫn còn 2 bàn thắng nữa để có thể kịp cân bằng số bàn thắng với số 7 của Hồ Chí Minh City Wings. Thành Tiến mất bóng nguy hiểm. Đã có lỗi rồi. Tuy nhiên đó là một pha bóng mà có lẽ là Thành Tiến không nên mạo hiểm như vậy. Nếu không có tiếng còi của trọng tài thì Hà Nội Buffalo đã phải đối mặt với hiểm nguy. Đức Tùng. Tùng Thất Phi. Vũ Đức Tùng. Rất hay. Sự kết nối giữa hai nhân tố xuất sắc nhất của Hà Nội Buffalo ở tình huống vừa rồi. Bên ngoài đường biên thì huấn luyện viên Bảo Quân cũng đang rất nhiệt tình chỉ đạo các học trò của mình. Hồ Đồ Canvo. Như vậy đã có lỗi của cầu thủ Hà Nội Buffalo. Như vậy là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đã sử dụng quyền hội ý của mình trong hiệp 2 này.
Vậy là thời gian hội ý cũng đã hết và chúng ta trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận chung kết giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings. Lúc này thì tỷ số là 5-4 nghiêng về đoàn quân của Nguyễn Bảo Quân. Vẫn còn khoảng thời gian hơn 7 phút nữa cho những nỗ lực của Hà Nội Buffalo. Vũ Văn Khá. Đó là một tình huống mà Vũ Văn Khá cần phải phá bóng ngay. Với những ai không theo dõi ngày thi đấu hôm nay từ đầu giờ chiều thì chúng tôi xin thông báo Cần Thơ Catfish là đội bóng đã giành được vị trí thứ 3 sau chiến thắng 3-1 trước các cầu thủ Sài Gòn Heat. Đường chuyền dài của Thành Tín. Paro Canvo. Thành Tín. Tiếp tục là Thành Tín. Tôn Thức Phi. Paro Canvo. Thành Tín dứt điểm. Những tình huống lên biên của Thức Phi đã diễn ra nhiều hơn. Đó là sở trường của số 5 bên phía Hà Nội Buffalo. Tiếp tục là Baro Canvo. Đã có tình huống kéo áo của Cổ Trí Kiệt nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục. Nếu như ở tình huống đó Baro Canvo ngã xuống thì chắc chắn sẽ có quả đá phạt cho Hà Nội Buffalo. Cú đá rất đẹp. Phạt góc dành cho Hà Nội Buffalo. Nhưng tình huống đó thì vẫn chưa đủ khó để có thể đánh bại được Vũ Văn Khá. Tuy nhiên đây sẽ là một tình huống cố định nguy hiểm. Thành Tín. Chúng ta yêu cầu Thành Tín thực hiện lại quả đá phạt góc. Tình huống phòng ngự chuẩn xác của các cầu thủ City Wing. Nhiều khả năng là trong vài phút nữa thôi thì power play sẽ được Hà Nội Buffalo áp dụng. Vũ Đức Tùng. Paro Canvo. Thành Tín. Thành Tín đã tỏ ra khá đuối. Trần Tái Huy đã rất dũng mãnh ở pha bóng vừa rồi. Nhưng chúng ta thấy được khả năng lùi về hỗ trợ phòng ngự của Paro Canvo là tốt như thế nào. Vào trận bán kết hôm qua thì Thành Tín là một nhân tố rất xuất sắc trong đội hình của Hà Nội Buffalo. Chính điều này mà đến lúc này mặc dù có những tình huống mắc lỗi cá nhân nhưng Thành Tín vẫn là nhân tố có mặt trên sân. Yusinov, Thành Tín xử lý tốt. Nhưng Thái Huy là người đã lùi về phòng ngự tuyệt vời. Trọng tài đã không cất còi. Cổ Trí Kiệt. Trần Văn Vũ. Không được. Thành Tín đã không đủ tốc độ. Nếu như đó là những khoảnh khắc đầu của trận đấu thì có lẽ là Thành Tín đã tung ra được một cú dứt điểm nguy hiểm. Yusinov. Cổ Trí Kiệt. Dứt điểm từ xa. Trên sân thì chúng ta thấy Trần Thái Huy đã nằm sân. Dấu hiệu đuối sức của Thành Tín đã được phát hiện và Đức Hiếu là người vào sân thay cho Thành Tín ở những phút sắp tới. Trần Thái Huy đã bươn rất nhiều ở những phút vừa rồi. Anh đã liên tục chạy và dứt điểm. Chính vì vậy mà giờ đây Thái Huy có lẽ là đang bị vấn đề ở thắt lưng. Việc rướng quá nhiều và tung ra những cú sút xa hao tổn rất nhiều thể lực của số 9 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. City Wing cũng đã mất đi sự phục vụ của Phùng Trọng Luân vì chấn thương. Bây giờ thì Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang có được lợi thế dẫn trước
một bàn. Xuân Du, Đức Hòa, Phạm Đức Hòa, chuyền bóng lỗi và sau pha bóng dứt khoát của thủ thành Vũ Văn Khá. Đó là điều cần thiết khi mà các cầu thủ phía trên đã mắc một lỗi để cho đối phương cướp bóng. Lương Thái Huy vừa rồi đã không đủ nhanh để có thể tung ra được pha dứt điểm. Trần Quang Vũ, Lê Đức Hiếu, Tôn Thất Phi, đường truyền không tốt của Thất Phi. Đức Hòa, Lưu Nhất Tiến. Lưu Nhất Tiến đang chơi rất tự tin. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 5-4 thì lúc này số 8 của Hồ Chí Minh City Wings đang cho thấy được sự điềm tĩnh của mình trong những pha xử lý, và anh đang bị đau. Liên tục là những tình huống bị đầu đến từ các cầu thủ City Wings. Một pha bóng mà Lưu Nhất Tiến đã bị Lương Thái Huy dẫm vào chân. Lê Quốc Nam, Đức Hòa, Vũ Xuân Du, một quyết định đi bóng không thành công. Thời gian vẫn còn và Hà Nội Buffalo vẫn chưa đá power play. Đức Hiếu, Thất Phi, Trần Quang Vũ, đây là Lương Thái Huy, vẫn là Thái Huy. Rất khỏe. Thái Huy đã bị phạm lỗi rồi. Đó là lỗi của Phạm Đức Hòa. Như vậy là Hà Nội Buffalo đã xin quyền hội ý ở trong hiệp 2 này. Rất có thể là sau phần hội ý này thì các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ áp dụng lối đá power play. Thời gian còn lại là hơn 4 phút, đó cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Đây sẽ là một cơ hội với lực sút tốt của Vũ Đức Tùng. Đức Tùng lấy đà rất xa. Liệu chăng có một cú bốt cơ? Đức Tùng! Cú đá rất căng. Đức Tùng nhắm thẳng vào khung thành của Vũ Văn Khá. Và nếu như đó là một tình huống mà có cầu thủ của Hà Nội Buffalo áp sát thì có lẽ là sẽ có được những cơ hội sau cú đá đó. Bây giờ là power play. Thành Tín đang là người khoác chiếc áo thủ môn. Vũ Đức Tùng đã đá hụt bóng ở trong pha bóng vừa rồi. Ban huấn luyện của Hồ Chí Minh City Wings đã có những phản ứng và trọng tài vừa có những lời nhắc nhở. Không ít lần Bảo Quân cùng với ban huấn luyện của mình đã có những phản ứng với các trọng tài. Tôn Thất Phi đang cố gắng giữ bóng để Thành Tín vào và sẽ chơi power play. Thành Tín, Palcanvo,
Thành Tiến rất tốt. Vũ Đức Tùng. Đức Tùng. Đức Tùng. Ngôi vô cơ. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này không ai khác chính là Vũ Đức Tùng. Và với bàn thắng này thì Vũ Đức Tùng cũng chính thức cân bằng số con số 8 bàn với Phùng Trọng Luân. Chỉ cần một trận đấu thôi, Vũ Đức Tùng đã vươn lên để cân bằng tổng số bàn thắng với Phùng Trọng Luân. Có lẽ là ở bên ngoài sân thì Phùng Trọng Luân cũng đã tím người với pha bóng này. Anh cũng không thể nào tin được các cầu thủ Hà Nội Buffalo lại có những tình huống xử lý tốt đến như vậy. Và điều đó đến từ ngôi sao số 11 của họ. Chơi power play chưa đến một phút và đoàn quân của Luis Marimon đã có được điều mình muốn là bàn gỡ 5-5. Với kết quả hòa này thì đó sẽ là một bất lợi nhỏ nhỏ với Hồ Chí Minh City Wings, khi mà yếu tố tinh thần đã được các cầu thủ Hà Nội Buffalo lấy lên cao hơn. Và bên cạnh đó thì họ không thể có mặt của Phùng Trọng Luân. Vũ Đức Tùng cho thấy được một sự hiệu quả đến đáng sợ trước khung thành của Vũ Văn Khá. Phùng Trọng Luân vẫn đang bị đau ở gót chân và ban huấn luyện của Hồ Chí Minh City Wings có lẽ là đang cố gắng để giúp cho Phùng Trọng Luân có thể kịp trở lại nếu như trận đấu này kéo dài đến 2 hiệp phụ. Tiếp tục là Đức Tùng. Dứt điểm ngay! Suýt chút nữa là có bàn thắng thứ 5 cho số 11 của Hà Nội Buffalo. Một cầu thủ có kỹ năng dứt điểm có thể nói là quá tuyệt vời. Đôi chân của Vũ Đức Tùng đang thăng hoa và chắc có lẽ là anh cũng không hiểu tại sao mình có thể đá tốt đến như vậy. Vũ Văn Khá đã thoát khỏi một tình huống thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Bóng vừa chạm vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc sau cú đá căng như kẻ chỉ của Vũ Đức Tùng. Bây giờ sẽ là quả đá biên cho Hà Nội Buffalo khi bóng vừa chạm trần nhà. Gần như trong trận đấu này, Vũ Văn Khá chưa một lần nào có thể cản phá được những cú dứt điểm của Vũ Đức Tùng. Không được. Đường truyền của Nhất Tín vừa rồi đã gây khó cho đồng đội. Trần Thái Huy. Dứt điểm. Bóng trúng người vô sân ấp. Có lẽ là các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings bây giờ họ đang có một chút nào đó bối rối về yếu tố tinh thần. Nhưng lúc này trên sân thì có lẽ Trần Thái Huy là người mà huấn luyện viên Bảo Quân có thể hy vọng tạo nên sự đột biến. Vũ Đức Tùng đang tiếp tục nằm sân. Dường như chấn thương trước đó của cầu thủ áo số 11 đã tái phát. Nỗi lo lắng đang đến rất lớn với toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ của Hà Nội Buffalo. Khi mà Đức Tùng bây giờ đang là một nhân tố quá quan trọng. Anh là nguồn cảm hứng trong lối chơi của đội bóng đến từ thủ đô. Nhìn những biểu hiện trên gương mặt của Vũ Đức Tùng, chúng ta dường như cảm giác một điều không lành. Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này sẽ phải rời sân bằng cáng. Thời gian thi đấu chính thức còn lại hơn 2 phút và nhiều khả năng là hai đội sẽ kéo nhau đến hiệp phụ. Sẽ còn phải mất thêm 10 phút nữa, rất hao tổn rất nhiều sức lực. Paulo Canvo thể hình rất tốt. Lưu Nhất Tiến. Nhất Tiến đã quá cầu toàn ở pha bóng vừa rồi, anh chủ động tìm kiếm đồng đội và nghĩ rằng bóng sẽ thuộc sự kiểm soát của mình. Nhưng Nhất Tiến đã để bóng rơi ra. Đã có lỗi của Tôn Thất Phi. Và Văn Vũ thì đang lăn lộn trên sân. Chúng ta cần một tình huống quay chậm để xem lại pha va chạm này. Thất Phi đã khá khôn ngoan khi anh đã dùng người để thúc nhẹ khuỷu tay vào Trần Văn Vũ.
Tuy nhiên đây có lẽ là một tình huống mà Trần Văn Vũ cố tình kéo dài thời gian. Có lẽ là anh chủ động làm giảm hưng phấn của Hà Nội Buffaloes, cũng như là cho các cầu thủ đồng đội của mình có thời gian để phục hồi lại thể lực. Dấu ấn duy nhất của Tôn Thất Phi đến lúc này chính là bàn phản lưới nhà. Tuy nhiên trong một ngày mà Tôn Thất Phi thi đấu dưới sức thì Hà Nội Buffalo bất ngờ được hưởng lợi từ sự tỏa sáng rực rỡ của Vũ Đức Tùng. Trước một đối thủ quá mạnh thì Thất Phi đã không thể thi triển được lối chơi của mình. Anh gần như là chỉ tập trung chủ yếu cho mặt trận phòng ngự là chính. Quả phát bóng không chuẩn xác của Vũ Văn Khá. Hiệp thi đấu thứ hai còn 1 phút 40 giây. Faruk Canvo. Thành Tín. Tôn Thất Phi. Tốc độ của Tôn Thất Phi rất nhanh. Vẫn là Thất Phi. Tuyệt vời. Pha xử lý của Thành Tín. Faruk Canvo. Tiếp tục là cầu thủ người Bồ Đào Nha. Còn 1 phút nữa. Lưu Nhất Tiến. Phúc Nam. Lưu Nhất Tiến đối mặt với Thành Tín và không thành công. Ngày hôm nay thì Nhất Tiến cũng đã thi đấu rất nổi bật. Đã có những tranh cãi đến từ Tôn Thất Phi và thủ thành Nguyễn Văn Huy. Thủ môn của Hà Nội Buffalo không hài lòng với tình huống mà Tôn Thất Phi không chiếm lấy không gian để tạo ra tình huống phản công cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đã có một chút trục trặc nội bộ của Hà Nội Buffalo. Và có lẽ là một tư cách của một người đàn anh như thủ thành Nguyễn Văn Huy, anh không cho phép Thất Phi có những phản ứng mạnh mẽ đối với mình như vậy. Hồ Ngọc Sơn. Phạm Đức Hòa đã chọn vị trí tốt. Sự gõ mặt trên phần sân của đối phương của Paro Canvo sẽ là điều kiện để cho thủ thành Văn Huy ném bóng bổng nhiều hơn. 14 giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Bên ngoài sân thì chúng ta đang thấy sự xuất hiện trở lại của Vũ Đức Tùng. Paro Canvo dứt điểm. Không được. Một pha xoay người dứt điểm rất nhanh. Đó là pha dứt điểm của Lương Thái Huy. Nhưng đó là một tư thế dứt điểm quá khó khi mà trọng tâm của Lương Thái Huy đã hoàn toàn mất sau tình huống xoay compa. Và chỉ có trận chung kết này sẽ áp dụng thi đấu hiệp phụ mà thôi. Thời gian còn 3 giây và có lẽ Ngô Ngọc Sơn không vội vàng. Hết giờ. Tỷ số chung cuộc sau thời gian thi đấu chính thức là 5-5. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc với sự tỏa sáng rực rỡ của ngôi sao Vũ Đức Tùng, người đã tạo nên một cú poker cho riêng mình trong trận đấu này. Bên cạnh đó, bàn phản lưới nhà của Phùng Trọng Luân giúp cho Hà Nội Buffalo có 5 pha lập công. Ở bên kia chiến tuyến thì Phùng Trọng Luân có một cú đúp, Tôn Thất Phi đốt lưới nhà và Vũ Xuân Du và Lưu Nhất Tiến là những người ghi những bàn thắng còn lại. Các cầu thủ đã mất khá nhiều sức trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là hai ngôi sao sáng của hai đội. We'll be right back.
các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu Rạch Miễu để chuẩn bị đến với thời gian hiệp phụ trận chung kết giữa hai câu lạc bộ Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffaloes. Một trận đấu đã diễn ra thực sự quá hấp dẫn và kết thúc với tỷ số hòa 5 đều sau thời gian thi đấu chính thức. Bây giờ thì bên phía Hồ Chí Minh City Wings họ đã không thể có được sự phục vụ của Phùng Trọng Luân, nhân tố rất xuất sắc và người đã lập được cú đúp trong trận đấu này cho Hồ Chí Minh City Wings. Bên kia chiến tuyến thì Vũ Đức Tùng có thể vẫn sẽ tiếp tục thi đấu cho Hà Nội Buffaloes. Và cầu thủ này chắc chắn sẽ đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này. Và nhiều khả năng với màn trình diễn trong ngày hôm nay thì Vũ Đức Tùng cũng sẽ giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau thời gian thi đấu chính thức thì Vũ Đức Tùng đã lập cho mình được một cú poker và vươn lên cùng với Phùng Trọng Luân dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công. Thực sự với những ai đã bỏ thời gian ra xem trận đấu này và có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu trong trận chung kết giữa Hà Nội Buffalo và Hồ Chí Minh City Wings thì họ đã thực sự được trải qua những giây phút quá cảm xúc và xứng đáng để chờ đợi cặp đấu giữa hai đội bóng ở thủ đô và Sài Gòn. Trước khi bước vào giải đấu này thì Hồ Chí Minh City Wings được xem như là ứng cử viên hàng đầu và tưởng chừng như là chức vô địch đã nằm gọn trong tay của họ. Nhưng con đường để bước vào vòng bán kết của Hồ Chí Minh City Wings là không đơn giản một chút nào. Họ đã có những giây phút trời da tróc vẫy mới có thể giành được một tấm vé vào đến vòng bán kết. Và sau đó đã mướt mồ hôi mới có thể vượt qua được Sài Gòn Heat ở những chấm luân lưu với tỷ số 3-1. Để rồi ngày hôm nay liên tiếp 4 lần họ đã vượt lên dẫn ngược lại Hà Nội Buffaloes nhưng không thể bảo toàn được kết quả của mình. Và bây giờ thì buộc phải căng sức ở hai hiệp phụ và thậm chí là có thể đưa nhau đến loạt sút luân lưu. Thời gian hiệp phụ sẽ được tính là khoảng nối dài của hai hiệp chính và lỗi lúc này của hai đội. Bên phía Hà Nội Buffaloes đó là 4 lỗi và các cầu thủ City Wings là 3 lỗi. Chúng tôi đã nhận thấy sự trở lại của Vũ Đức Tùng bên phía Hà Nội Buffaloes, cùng với đó là Tôn Thất Phi, Nhất Tín và Minh Quang. Đó là những cầu thủ chất lượng mà Hà Nội Buffaloes đang có. Và có vẻ như là Thất Phi và Vũ Đức Tùng đang rất háo hức để có thể tiếp tục trận đấu. Đây là những nhân tố cực kỳ quan trọng và cũng là những gương mặt rất xuất sắc ở giải đấu năm nay. Trong khi đó thì ở bên kia chiến tuyến, Phùng Trọng Luân sẽ chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị và nhìn những đồng đội của mình cố gắng tiếp tục chiến đấu với một Hà Nội Buffalo có thể nói là đầy sức cạnh tranh. Như vậy là hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings bảo vệ khung thành phía bên tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn với trang phục áo vàng xanh, quần vàng. Vũ Đức Tùng, Tôn Thất Phi, cơ hội từ Minh Quang, xoay trở rất khéo. Những pha đưa bóng vào như vậy hết sức khó chịu khi mà thậm chí là không chỉ các cầu thủ của đồng đội chạm bóng mà thủ môn của đối phương cũng có khả năng sẽ mắc sai lầm. Này, những cầu thủ có mặt trên sân bên phía City Wings là Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Ngô Ngọc Sơn và Arthur Yosunov. Văn Vũ, Ngọc Sơn,
Yusinov. Phạm Đức Hòa, Yusinov dứt điểm. Rất hay. Đó là một pha xử lý đầy bất ngờ của số 15 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Vũ Đức Tùng. Đức Tùng có một thể hình đậm và luôn có được những lợi thế trong các pha tranh chấp với hậu vệ đối phương. Có vẻ như là Đức Tùng đang tiếp tục gặp phải chấn thương. Nỗ lực của anh ở những phút nghỉ giải lao trước khi bước vào hiệp phụ có lẽ là không đủ. Và việc tái phát chấn thương này có thể sẽ khiến Vũ Đức Tùng không thể tiếp tục thi đấu. Lẽ Đức Tùng gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối. Chúng ta thấy được những biểu hiện lo lắng rõ rệt trên gương mặt của ban huấn luyện Hà Nội Buffaloes. Thiếu đi Đức Tùng thì có lẽ là sức mạnh trong tấn công cũng như là yếu tố tinh thần tập thể của Hà Nội Buffalo sẽ bị giảm sút đáng kể. Và lúc này thì tố chất ngôi sao của Tôn Thất Phi sẽ là điều mà Hà Nội Buffalo cần cầu thủ này thể hiện. Khi mà Vũ Đức Tùng rời sân thì Parocanvo được bố trí thi đấu ở vị trí pivot. Thể hình tốt giúp Parocanvo luôn chiếm lợi thế trong những tình huống bóng bổng. Tốt, Tùng Thất Phi! Parocanvo là người đã làm tường và chuyền bóng tuyệt vời để cho Thất Phi và người đồng đội của mình, đó là Từ Minh Quang, thực hiện một pha phối hợp để ghi bàn. Lẽ ra thì Minh Quang là người phải ghi bàn mới đúng, nhưng Minh Quang đã bỏ lỡ để rồi người lập công là Tôn Thất Phi. Cuối cùng thì phẩm chất ngôi sao và điều mà Tôn Thất Phi cần là bàn thắng ở trận đấu này cũng đã xuất hiện. Như vậy là đã có pha phạm lỗi thứ 5 của các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Bây giờ thời gian thi đấu của hai hiệp phụ sẽ còn lại hơn 8 phút. Và đó là một khoảng thời gian rất căng của Hà Nội Buffalo, bởi họ sẽ không được phép phạm thêm lỗi nếu như không muốn nhận quả đá phạt trực tiếp ở chấm 10m. Và chắc chắn sẽ là những sức ép đến từ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings ở khoảng thời gian còn lại này. Ngoại trừ bàn mở tỷ số thì Hà Nội Buffalo đã phải thi đấu với một thế trận rượt đuổi kể từ đầu trận. Pha bật bóng rất hay của Văn Huy. Giờ đây là lần thứ hai mà Hà Nội Buffalo vươn lên dẫn trước các cầu thủ City Wings trong trận chung kết này. Yusinov. Pha xử lý bóng lỗi của Ngọc Sơn. Nếu như Hà Nội Buffalo giành được chiến thắng và đạt danh hiệu vô địch ngày hôm nay thì đó sẽ là một chiến thắng có thể nói là mang tính lịch sử đối với họ. Một chiến thắng cực kỳ căng thẳng và nghẹt thở trong một trận cầu rất hay và hấp dẫn. Phạm Đức Hòa. Yusinov. 4 lần liên tiếp rơi vào thế rượt đuổi. Nhưng bây giờ thì Hà Nội Buffalo mới là những người đang có lợi thế về mặt tỷ số và cả về mặt tinh thần. Một Ngọc Sơn. Những cú đá liên tiếp của Ngọc Sơn. Tuy nhiên chất lượng về lực đi quả bóng vẫn đạt rất cao. Như vậy là đã có lỗi của Tôn Thất Phi. Đó là một quyết định chính xác của trọng tài. Trần Văn Vũ đã sử dụng kinh nghiệm của mình để cầu lỗi thành công với Tôn Thất Phi. Rõ ràng là ở tình huống đó thì Thất Phi cũng không nên quá nhiệt huyết như vậy ở trong pha tranh chấp 5 năm. Nhưng rõ ràng đó là một tình huống mà Thất Phi đã phạm lỗi với Trần Văn Vũ. Và cứ thời điểm này trở đi thì mỗi tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ là một quả đá phạt trực tiếp 10m.
Liệu chăng một lần nữa trận đấu sẽ trở lại vạch xuất phát? Quá căng thẳng và hấp dẫn. Cổ Trí Kiệt là người sẽ được trao quyền thực hiện quả đá phạt 10m này. Trí Kiệt và thủ môn xuất sắc Văn Huy. Rất căng thẳng. Cổ Trí Kiệt. Những giây phút thực sự nghẹt thở. Trí Kiệt không vào. Cú đá căng của Trí Kiệt nhưng bóng ra đi chịch khung thành. Dĩ nhiên là Trí Kiệt cần phải tung ra lực đá như vậy ở tình huống đối mặt trong cự ly 10m với thủ thành xuất sắc Văn Huy. Và có thêm một lỗi nữa được tính cho các cầu thủ City Wing. Họ chạm lỗi thứ tư. Vũ Đức Tùng trở lại với đội hình thi đấu của các cầu thủ Hà Nội Buffaloes. Rất nỗ lực. Có thể nói là đã có rất nhiều những giây phút tưởng chừng như Vũ Đức Tùng không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng bây giờ thì những bước chân của anh thật sự cũng không được ổn cho lắm. Thái Huy. Lưu Nhất Tiến. Vũ Xuân Du. Vũ Trí Kiệt. Ngày hôm nay thì Xuân Du thực sự cũng không có được một thể trạng tốt nhất. Cổ Trí Kiệt. Không được. Thời gian vẫn còn. Các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Nỗ lực lấy bóng vừa rồi là của Vũ Đức Tùng. Đang có những tranh cãi mà cả hai đội bóng dành cho trọng tài. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem pha quay chậm. Dường như trọng tài quyết định đó sẽ là một quả đá gián tiếp dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Có vẻ như đó là một quyết định chính xác của tổ trọng tài. Bởi vì dường như là bóng đã bật vào một cầu thủ bên phía Hà Nội Buffaloes và trở lại vị trí của thủ thành Nguyễn Văn Huy. Ban lãnh đạo của câu lạc bộ Buffalo đang tranh cãi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Rất chính xác. Không, nhưng mà nếu như quan sát kỹ tình huống này thì rõ ràng là cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings cũng đã có tình huống chạm bóng. Rõ ràng là trước đó thì Cổ Trí Kiệt đã chạm bóng trước khi mà Vũ Đức Tùng truyền về cho Tôn Thất Phi. Như vậy đó là một tình huống phạt lỗi oan của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Rõ ràng, quá rõ ràng. Cổ Trí Kiệt là người đã chạm bóng rồi. Rất khó hiểu cho tình huống xử lý này. Và một thành viên trong ban huấn luyện của Hà Nội Buffalo cũng đã bị truất quyền chỉ đạo sau những phản ứng thái quá với trọng tài. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao trọng tài lại đưa ra một quyết định bất lợi như vậy cho Hà Nội Buffalo. Quả đá hai chạm của Hồ Chí Minh City Wings. Đứng trước bóng là Lê Quốc Nam. Thái Hòa không thành công. Không được. Phạt góc dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Văn Huy vẫn rất chơi rất tốt. Đây thực sự là những giây phút rất nóng của trận đấu. Lê Quốc Nam. Tình huống dứt điểm không thành công của Văn Vũ và sẽ có phản công chăng? Như vậy là trọng tài xác định lỗi của cầu thủ bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Đó là Trần Thái Huy và lỗi 5 của Hồ Chí Minh City Wings. Bây giờ thì gần như là bất lợi đều đã chia đều cho cả hai. Cứ một lỗi của mỗi bên thì họ sẽ phải chấp nhận quả đá phạt ở chấm 10m.
Các cầu thủ City Wing vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ thứ 6. Cổ Trí Kiệt, Xuân Du rất tốt, Thái Huy, Lê Quốc Nam, Thái Huy vào. Ở một cự ly có thể nói là cực kỳ thuận lợi, nhưng cú nã đại bác của Thái Huy đã đưa bóng đi ra ngoài. Thành Tín cũng đã có một tình huống kịp gây sức ép, như vậy là sẽ có thêm phạt góc cho City Wings. Dứt điểm. Cổ Trí Kiệt là người đã ghi bàn để cân bằng tỷ số 6 đều. Điều gì thật quá hấp dẫn. Anh Trí Viện, anh nên xem lại tình huống quay chậm, và có lẽ như thêm một lần nữa người đưa bóng về lưới nhà lại là Tôn Thất Phi. Đúng là tình huống chạm bóng cuối cùng của Thất Phi. Nhưng đây là hướng bóng đi vào khung thành nên có lẽ là bàn thắng được tính cho Cổ Trí Kiệt thì đúng hơn. Xứng đáng dành một bàn thắng cho Cổ Trí Kiệt. Nhưng Thất Phi đã rất đen ở trong tình huống vừa rồi. Thêm một lần nữa Tôn Thất Phi là người giúp cho City Wing có được bàn thắng. Cơ hội tiếp tục cho City Wing. Xuân Dâu không được. Đang có một cầu thủ trên sân bị đầu. Chúng ta thấy là Văn Vũ đang bị căng cơ. Căng cơ rất nặng. Bây giờ thì các cầu thủ sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Họ đã bị bào mòn thể lực quá rất nhiều ở trong một khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng của trận đấu này. Vẫn còn khoảng hơn 5 phút nữa cho hai hiệp phụ. Đến lúc này, sau khi Trọng Luân không thể tiếp tục thi đấu thì Trần Văn Vũ được xem như là một trụ cột cực kỳ quan trọng, một cứu cánh thực sự của Hồ Chí Minh City Wings. Và nếu như Văn Vũ không thể tiếp tục thi đấu nữa thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Văn Vũ luôn là người đứng ở chấm phạt góc và đưa ra những đường chuyền quyết định để giúp cho các cầu thủ City Wing ở bên trong có cơ hội dứt điểm, và ở tình huống ghi bàn của Cổ Trí Kiệt cũng là như vậy. Như vậy là sau nỗ lực chuyền bóng cho Vũ Xuân Du thì Văn Vũ đã bị chuột rút rất nặng. Thậm chí là Văn Vũ không thể rời sân một cách bình thường. Với những tình huống như thế này thì cầu thủ luôn phải giữ chân mình thật căng. Đức Hòa là người sẽ vào sân. Trận đấu hết sức căng thẳng và hấp dẫn, xứng đáng với một trận chung kết, trận cầu đỉnh cao thực sự của Futsal Việt Nam. 12 bàn thắng đã được ghi và 6 lần trận đấu được đưa về vạch xuất phát. Cách biệt chưa bao giờ là 2 bàn ở trong trận này. Khi đội bóng này có được một bàn dẫn trước thì đội kia lập tức có được bàn gỡ. Tình huống tăng tốc của Thành Tín, nhưng Xuân Du đã thi đấu kinh nghiệm. Thực tế đó là một pha bóng mà Thành Tín đã hơi nhát chân. Thái Hòa không được. Một pha đảo chân và dứt điểm của Phạm Đức Hòa. Thất Phi. Như vậy là hiệp thi đấu, hiệp phụ đầu tiên đã kết thúc với tỷ số hòa 6 đều. Cả hai đội đều có cho mình được một bàn thắng và sẽ bước vào giờ nghỉ. Thêm một lần nữa là sự bất phân thắng bại.
Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta trở lại với diễn biến của trận đấu và sẽ bước vào hiệp phụ thứ hai. Sẽ có 5 phút nữa để các cầu thủ tiếp tục chứng tỏ được mình xứng đáng với ngôi vị số 1 của VFL 2018 này. Trong hiệp phụ đầu tiên thì cả đội cũng đã có thêm một lần lập công. Đây là tình huống tấn công Ngô Ngọc Sơn, bóng ra đi hết biên. Đó là một pha bóng rất nỗ lực của số 5 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Dù thời gian của trận đấu đã trôi về những khoảng rất dài nhưng mà Ngọc Sơn vẫn còn rất khỏe. Đến bây giờ thì đã có biểu hiện của Yusunov. Tuyển thủ người Uzbekistan đã không thể tiếp tục thi đấu. Hai ngôi sao sáng nhất của hai đội, đó là Phùng Trọng Luân và Vũ Đức Tùng, đều đang ngồi ở bên ngoài để làm khán giả rồi. Thành Tín, Đức Tùng. Bây giờ thì Đức Tùng đã trở lại và đó cũng là một sự trở lại cực kỳ quan trọng. Tôn Thất Phi, Thành Tín, rất tốt, rất Thành Tín, dứt điểm, cơ hội không vào, tuyệt vời. Ngọc Sơn, Ngọc Sơn đã đẩy bóng hơi dài một chút. Tiếp tục là Tôn Thất Phi. Vừa rồi thì Thành Tín đã có một pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp và điều đó cho thấy vì sao anh luôn được giữ trên sân rất nhiều. Nhưng hàng phòng ngự của City Wings cũng cho thấy được một sự bọc lót rất tốt. Đức Tùng, một Đức Tùng vẫn rất nguy hiểm trong những pha dứt điểm của mình. Không quá rườm rà trong những pha xử lý nhưng mỗi lần của Đức Tùng dứt điểm thì luôn mang tính sát thương rất cao. Tiếp tục là Thành Tín, Đức Tùng. Đến thời điểm này rồi nhưng Vũ Đức Tùng vẫn cho thấy được những pha bóng hết sức chất lượng của mình. Lực đi của quả bóng sau khi rời chân của Đức Tùng luôn là một đường bóng rất căng. Văn Vũ. Bây giờ thì Trần Văn Vũ cũng đã trở lại. Đã có những dấu hiệu căng cơ của Trần Văn Vũ. Và sau một vài phút nghỉ giữa hai hiệp phụ thì anh đã tiếp tục cống hiến cho Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng cho thấy những cái dấu hiệu bất ổn của anh. Huấn luyện viên Bảo Quân cũng đã ngay lập tức có sự thay đổi ở bên ngoài sân. Cổ Trí Kiệt chuẩn bị được đưa vào để Thành thay Tín thế. Đang có những biểu hiện fair play khi anh đã hỏi thăm và lập tức căng cơ giúp cho Trần Văn Vũ. Bởi anh hiểu được rằng đồng đội của mình bị như thế nào. Với những cầu thủ thi đấu đỉnh cao thì rõ ràng đây là những trường hợp mắc phải rất nhiều. Ở trong hiệp phụ đầu tiên thì Văn Vũ bị căng cơ ở chân trái. Và trong tình huống này thì chân phải, đến lượt chân phải của Văn Vũ bị căng cơ. Đó vẫn là một sự tái phát chấn thương chân trái của Trần Văn Vũ. Trần Thái Huy, của Trí Kiệt. Trí Kiệt. Vừa rồi Trí Kiệt đã không hiểu ý Phạm Đức Hòa. Đức Hòa định thực hiện một pha sút bóng. Lưu Nhất Tiến, Trí Kiệt, Phạm Đức Hòa mất bóng. Đức Hòa lỗi nhưng sau đó anh đã kịp lấy lại bóng. Một pha lấy bóng đủ của Đức Hòa. Phạt góc dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Đã có những nhắc nhở của trọng tài dành cho cầu thủ áo số 4 bên phía Hà Nội Buffalo, đó là Lê Đức Hiếu. Cầu thủ này đã cho rằng trước đó Phạm Đức Hòa đã phạm lỗi với anh. Thực tế thì Phạm Đức Hòa đã lấy bóng hoàn toàn. Tình huống ngoặt nguyên quả bóng của Đức Hòa. Cổ Trí Kiệt, Vũ Văn Khá. Trí Kiệt với một thể hình rất lý tưởng, anh đang cho thấy được sự ảnh hưởng của mình khi mà trận đấu về những giai đoạn muộn. Lương Thái Huy,
pha xử lý của Lương Thái Huy, nhưng anh đã bị vây áp rất sát bởi hai cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Đây là Trần Thái Huy, lúc này trên sân có hai cầu thủ cùng tên. Tình huống mở tốc độ nhưng không hề có lỗi. Vừa rồi nếu như có lỗi thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings sẽ được hưởng một quả đá phạt ở chấm 10m. Paracanvo. Trận đấu vẫn tiếp tục. Chúng ta thấy được Tôn Thất Vy vẫn tiếp tục sử dụng tốc độ của mình làm thế mạnh. Paracanvo. Những tình huống che chắn khôn ngoan. Đức Hòa hiểu được rằng anh quá bất lợi về mặt thể hình nên chỉ đứng ở phía sau và kè theo người của Paracanvo mà không dám áp vào. Rất nguy hiểm. Trần Thái Huy là người đã thực hiện cú đá vừa rồi. Sự đột biến đã xuất hiện sau một pha xử lý bất ngờ của Trần Thái Huy. Thời gian trận đấu đang chỉ còn hơn một phút nữa thôi. Rất nhiều khả năng là hai đội sẽ phải phân định chức vô địch bằng loạt đấu penalty. Ngày hôm qua thì đã có một loạt đấu penalty diễn ra. Và City Wing cũng là những người đã có mặt trong loạt đấu penalty với Sài Gòn Heat để giành chiến thắng 3-1. Xuân Du, Đức Hòa. Đây là thời điểm mà gần như là các cầu thủ sẽ không được phép mắc sai lầm. Và vừa rồi thì Đức Hòa lại tiếp tục mắc một sai lầm nữa. Có lẽ mặt sân trơn là điều khiến cho Phạm Đức Hòa. Đúng như vậy, Phạm Đức Hòa đã bị trơn bởi phần mặt sân bị dính mồ hôi của các cầu thủ. Và trọng tài cũng đã yêu cầu nhân viên vào để lau sạch phần sân vừa rồi. Đến lúc này thì các cầu thủ đã bị bào mòn thể lực rất nhiều nên chỉ cần mặt sàn hơi trượt một chút thôi thì họ rất dễ bị ngã. Cơ hội để phản công. Ngọc Sơn không được. Đúng là Ngọc Sơn cũng rất khó khi mà vẫn còn hai cầu thủ của Hà Nội Buffalo ở phần sân nhà. Thành Tín. Đức Hòa rất tốt. Cơ hội. Không được. Lại có một cầu thủ nằm sân và đó là Lương Thái Huy bên phía Hà Nội Buffalo. Những tình huống hết sức gay cấn. Và bây giờ có đưa ra một quyết định cầu thủ nào phạm lỗi hay không cũng rất khó với các trọng tài, bởi vì họ phải xác định rất rõ. Bởi nó ảnh hưởng, có thể nói là thậm chí ảnh hưởng cả kết cục của trận đấu này. Chúng ta xem lại tình huống va chạm giữa Phạm Đức Hòa và Lương Thái Huy. Đó là tình huống mà Đức Hòa cũng đã lố đà và Thái Huy cũng đã bị trượt. Chỉ còn 57 giây. Trận đấu chung kết quá căng thẳng và hấp dẫn cho đến lúc này. Vũ Đức Tùng một lần nữa xuất hiện trong đội hình của Hà Nội Buffaloes. Đến lúc này anh là người chơi xuất sắc nhất trận với một cú poker. Ngày hôm nay thì Ngọc Sơn bỗng nổi lên chơi hay khi mà Xuân Du không được sử dụng nhiều. Quốc Nam thậm chí ngày hôm nay cũng đã ít hơn Ngọc Sơn. Và để bóng đi ra ngoài. Tình huống xử lý là của Phạm Đức Hòa. 39 giây. Rất có khả năng trận đấu sẽ phải bước vào loạt penalty. Xuân Du. Xuân Du đang tìm đồng đội. Nhưng có lẽ là anh đã chủ đích để thực hiện một pha kéo bóng và dứt điểm bằng chân trái thì đúng hơn. Thành Tín, Tôn Thất Phi. Có lẽ là các cầu thủ Hà Nội Buffalo chủ động đưa trận đấu vào loạt penalty. Đúng là họ đang rất trông chờ vào thủ thành xuất sắc, thủ thành số 1 của đội tuyển Futsal Việt Nam vào lúc này. Đó là Nguyễn Văn Huy.
thực tế là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chức vô địch còn lại sẽ là vai trò của các thủ môn. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước vào lạc đấu cân não trên chấm luân lưu 6m. Những người ghi bàn ở trận đấu này đó là Vũ Đức Tùng với một cú poker. Hai tình huống còn lại đều là hai bàn phản lưới nhà của Tôn Thất Phi. Trong khi đó thì Trọng Luân đã có được một cú đúp. Bên cạnh đó thì Trọng Luân cũng có một tình huống phản lưới nhà. Người ghi bàn còn lại cho Hà Nội Buffalo đó là Thất Phi. Như vậy đến lúc này thì hai cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất ở giải đấu này đó là Vũ Đức Tùng và Phùng Trọng Luân. Bây giờ thì trọng tài đang tiến hành thủ tục cho hai đội bước vào loạt sút luân lưu 6m để quyết định đến chức vô địch VFL 2018, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức Việt Nam Futsal League. Thường thì giải đấu Futsal vô địch quốc gia được tổ chức theo các cụm sân, nhưng với Việt Nam Futsal League thì họ đã trải đều ra ba miền đất nước. Ở tuần đấu đầu tiên thì các đội đã di chuyển ra Hà Nội để đá tại thủ đô Hà Nội và sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh đá tuần đấu thứ hai. Và tuần đấu khép lại vòng đấu loại đó là tuần đấu tại Đà Nẵng và trở lại bán kết chung kết với thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào lượt đấu luân lưu cân não và những người được đá đầu tiên đó là các cầu thủ City Wings. Mỗi đội sẽ có 3 lượt đá và luân phiên nhau. Như vậy là nhiều khả năng Phạm Đức Hòa sẽ là người thực hiện quả đá đầu tiên cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Ở trận bán kết với Sài Gòn Heat thì Phạm Đức Hòa cũng là người thực hiện quả đá đầu tiên cho City Wings. Quả đá của Đức Hòa rất chắc và ở trận đấu đó thì cả 3 cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings đều thực hiện thành công. Trọng tài vẫn đang chờ đợi những quyết định cuối cùng của hai ban huấn luyện của đội bóng để có thể đưa ra để cho hai đội tiến hành thi đấu luân lưu. Và như vậy là quyết định cuối cùng đã được đưa ra và người sẽ đá đầu tiên đó là Phạm Đức Hòa. Đức Hòa đối mặt với Nguyễn Văn Huy. Tình huống chơi chiêu của thủ thành số 2 bên phía Hà Nội Buffalo gây áp lực tâm lý với Phạm Đức Hòa. Không thành công. Đức Hòa đã đá đúng vào hướng đoán của thủ thành Văn Huy. Áp lực lúc này được đặt lên vai của Vũ Văn Khá. Văn Khá sẽ phải đối mặt với Baru Canvo.
ngoài bên người Bồ Đào Nha. Paro cán vào rất chuẩn xác. Một chút xíu nữa thôi thì Vũ Văn Khá đã có thể phá được pha bóng này. Anh đã đoán đúng hướng nhưng bóng đi quá căng và nằm ở một khoảng cách rất khó chịu. Khoảng trống giữa tay và chân của Văn Khá không đủ để cho anh có thể kịp khép lại. Quả đá thứ hai, Cổ Trí Kiệt. Cổ Trí Kiệt đã thực hiện một quả đá vào giữa khung thành. Và đó là một quả đá thành công. Tỷ số là 1-1. Thành Tín sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho Hà Nội Buffaloes. Thành Tín tiếp tục thành công. Bây giờ thì các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings buộc phải đá thành công quả đá này. Và các cầu thủ Hà Nội Buffalo sẽ phải đá hỏng quả đá sau này. Văn Vũ không còn một cơ hội nào khác ngoại trừ tình huống phải đá thành công. Văn Vũ vào. Rất tự tin. Cơ hội vẫn còn cho City Wings. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu, Vũ Đức Tùng, và chức vô địch cho Hà Nội Buffalo. Chỉ cần thành công thì Vũ Đức Tùng sẽ mang đến chức vô địch. Vũ Đức Tùng! Quá khủng khiếp của Vũ Đức Tùng! Chức vô địch dành cho Hà Nội Buffalo và họ xứng đáng với điều đó. Sự tỏa sáng rực rỡ của Vũ Đức Tùng. Ở một khoảnh khắc quyết định, Vũ Đức Tùng vẫn mạo hiểm tung nòng quả sát góc. Bóng đã bật vào mép trong cột dọc, đi căng như kẻ chỉ. Và nó mang về chức vô địch cho Hà Nội Buffalo ở một chặng đường mà họ cũng đã có được những giây phút rất đẹp đẽ. Nhưng những gì căng thẳng nhất, khó khăn nhất của họ đã đến ở trong trận đấu chung kết này. Và họ đã là những người quật khởi để có thể tiếp tục duy trì được trận đấu và rượt đuổi liên tục. Sự quyết đoán đến lạnh lùng của Vũ Đức Tùng đã mang lại chức vô địch vô cùng xứng đáng dành cho Hà Nội Buffalo. Chiến thắng chung cuộc 3-1 trên loạt luân lù. Như vậy là khép lại giải đấu này thì đội giành được vị trí thứ 3 đó là Cần Thơ Catfish. Đội bóng đã đánh bại Sài Gòn Heat với tỷ số 3-1 ở trận tranh hạng 3. Còn ở trận chung kết này, loạt penalty là 3-2 cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 6-6 ở sau thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ trao giải của VFL 2018. Một giải đấu có thể nói mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc và đầy bất ngờ. Tưởng chừng như sẽ có những khoảng cách với các đội bóng có lực lượng đồng cốt là đội tuyển quốc gia như là Hồ Chí Minh City Wings với phần còn lại, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Sự dàn trải lực lượng đều giữa các đội đã giúp cho họ có được sự cân bằng ở giải đấu này. Chúng tôi đã thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt của thủ thành Vũ Văn Khá. Một chiếc vô địch mà các cầu thủ Hà Nội Buffalo đã thực sự quá xứng đáng để giành được. Ngày hôm nay họ có đến 5 lần liên tiếp phải, chính xác là 4 lần liên tiếp phải rượt đuổi đối phương. Và sau đó thì vẫn đầy tự tin, đầy ngạo nghễ để lên ngôi. Chúng ta thấy được màn ăn mừng của các cầu thủ Hà Nội Buffalo dành cho huấn luyện viên Luis Marimon. Luis Marimon đã mang một cầu thủ người Bồ Đào Nha sang với Hà Nội Buffalo và đây cũng là một nhân tố đóng góp rất nhiều trong chiến tích ngày hôm nay của đội bóng. Với những gì đã thể hiện ở giải đấu năm nay thì Hà Nội Buffalo thực sự hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch của mình. Và họ đã sở hữu trong đội hình hai cầu thủ quá xuất sắc. Đó là Tôn Tất Phi ở vòng loại, ở trận bán kết. Và sau đó là sự rực rỡ của Vũ Đức Tùng tại trận chung kết với một cú poker. Và sự lạnh lùng ở quả đá quyết định mang về chức vô địch cho Hà Nội Buffalo.
Trong số những gương mặt xuất sắc nhất của Hà Nội Buffalo cũng phải kể đến Nguyễn Thành Tín, một nhân tố gây bất ngờ khi mà số 10 này không phải là một điểm nhấn đặc biệt trong đội hình của Buffalo ở giai đoạn vòng loại, nhưng anh lại chơi rất hay ở trận bán kết và chung kết. Bản lĩnh đã giúp cho Thành Tín có được những pha xử lý có thể nói là cực kỳ hiệu quả. Có một đôi chút đáng tiếc dành cho Phùng Trọng Luân, cầu thủ của Hồ Chí Minh City Queen, người đã có một giải đấu cực kỳ xuất sắc với 8 bàn thắng ghi được cho đoàn quân của Nguyễn Bảo Quân. Gương mặt rất buồn của Phùng Trọng Luân ở khu vực chuẩn bị bước ra nhận giải. Rõ ràng là nếu như có Trọng Luân ở trên sân thì phần còn lại của trận đấu sẽ rất khác. Chấn thương đã khiến cho trận đấu của Phùng Trọng Luân phải dừng lại quá sớm. Và đó là một sự mất mát lớn đối với đội hình của Nguyễn Bảo Quân. Một giải đấu đã khép lại rất đẹp. Những trận đấu đều diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao và đã đáp ứng được tất cả những gì mà người hâm mộ mong đợi. Dành chức vô địch giải Futsal Cúp VFL 2018. Đến với buổi lễ trao giải ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng đón tiếp. Về phía các sở ban ngành, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ban tổ chức giải, tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Tuyết Nga, Giám đốc điều hành giải Futsal Cúp VFL. Ông Nguyễn Trọng Thảo, Phó Ban Tổ chức giải Futsal Cúp VFL. Về phía các nhà tài trợ, tôi xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Đỗ Nhật Linh, trưởng nhãn hàng Revive, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Anh Đỗ Quang Vinh, đại diện công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.
ông Trịnh Quốc Bảo, trưởng phòng kinh doanh khu vực công ty cổ phần gỗ An Cường. Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc marketing công ty trách nhiệm hữu hạn CB Sports. Và đặc biệt, ông Miguel Rodrigo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Futsal quốc gia Việt Nam. Mr. Miguel Rodrigo, Head Coach of Vietnam National Futsal Việt Nam. Cùng các bạn cổ động viên đã có mặt tại nhà thi đấu Rạch Miễu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị và các bạn, giải Futsal Cup VFL 2018 năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và giờ đây chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tổ trọng tài, những người đã góp phần tạo nên sự công bằng, sự thành công cho mùa giải. Và chúng tôi xin kính mời tổ trọng tài của trận chung kết giải Futsal Cup VFL 2018 tiến lên sân khấu để nhận bảng danh vị thay cho lời cảm ơn từ ban tổ chức. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Thảo, phó ban tổ chức giải Futsal Cup VFL tiến lên sân khấu để trao phần quà lưu niệm này cho tổ trọng tài trận chung kết. Xin trân trọng kính mời. Và xin cảm ơn quý đại biểu cùng tổ trọng tài ạ. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây, chúng tôi xin được chúc mừng thủ môn đã đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất trong giải Futsal Cup VFL 2018. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu thủ môn Nguyễn Văn Huy của Hà Nội Buffaloes. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Quốc Bảo, trưởng phòng kinh doanh khu vực công ty cổ phần gỗ An Cường tiến lên sân khấu để trao bảng danh vị và kỷ niệm chương cho thủ môn xuất sắc nhất của chúng ta. Xin cảm ơn quý đại biểu cùng thủ môn Nguyễn Văn Huy của Hà Nội Buffaloes. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, tôi xin được chúc mừng cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới trong giải Futsal Cup VFL 2018 với tổng cộng là 10 bàn thắng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu cầu thủ Vũ Đức Tùng của Hà Nội Buffaloes. Và xin mời anh Đỗ Quang Vinh, đại diện công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines lên sân khấu trao bảng danh vị và kỷ niệm chương cho cầu thủ Vũ Đức Tùng. Xin trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn quý đại biểu cùng cầu thủ Vũ Đức Tùng. Và tiếp theo, tôi xin được chúc mừng cầu thủ đạt danh hiệu cao quý nhất. Đó là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải Futsal Cup VFL 2018. Và xin được chúc mừng và mời lên sân khấu cầu thủ Phùng Trọng Luân của Hồ Chí Minh City Wings. Và xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Đỗ Nhật Linh, trưởng nhãn hàng Revive công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam lên sân khấu trao bảng danh vị và kỷ niệm chương cho cầu thủ Phùng Trọng Luân của Hồ Chí Minh City Wings. Vâng, xin cảm ơn quý đại biểu cùng cầu thủ xuất sắc nhất Phùng Trọng Luân của Hồ Chí Minh City Wings. Kính thưa quý vị, và một lần nữa tôi xin được chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong giải Futsal VFL Cup VFL 2018. Và để mở đầu cho hạng mục giải thưởng đồng đội, tôi xin được công bố câu lạc bộ đã đạt được danh hiệu đội phong cách.
xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện của câu lạc bộ Busan Sài Gòn Heat. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc marketing thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn CB Sports tiến lên sân khấu trao bảng danh vị cho đội phong cách. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được cảm ơn quý đại biểu cùng đại diện của câu lạc bộ Busan Sài Gòn Heat. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn cổ động viên, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trao giải đội hạng 3 của giải Busan Cup VFL 2018. Tôi xin được kính mời ông Nguyễn Trọng Thảo, phó trưởng ban tổ chức giải Busan Cup VFL, ông Miguel Rodrigo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Busan quốc gia Việt Nam, cùng tiến lên khu vực trao huy chương cho đội hạng 3. We would like to invite Mr. Nguyễn Trọng Thảo, Vice Organizer of Vietnam Busan League, and Mr. Miguel Rodrigo, Head Coach of Vietnam National Busan Team, to award bronze medal to third place team. Xin trân trọng kính mời. Và tôi xin được chúc mừng và mời câu lạc bộ Busan Cần Thơ Catfish cùng tiến lên khu vực bàn huy chương để nhận giải. Xin kính mời. Tiến vào khu vực sân khấu để trao bảng danh vị cho đội hạng 3 và kính mời ông Nguyễn Trọng Thảo cùng nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. We would like to invite Mr. Miguel Rodrigo to give the third place award to Cần Thơ Catfish Busan Club. Tôi xin được trân trọng cảm ơn quý đại biểu. Một lần nữa xin được chúc mừng câu lạc bộ Busan Cần Thơ Catfish. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn cổ động viên, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trao giải cho đội hạng nhì của giải Busan Cup VFL 2018. Tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Tuyết Nga, giám đốc điều hành Cup vô địch Busan Việt Nam, anh Đỗ Quang Vinh, đại diện công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, cùng tiến lên khu vực trao huy chương bạc cho đội hạng nhì. Xin được trân trọng kính mời. Và tôi xin được chúc mừng cũng như mời lên câu lạc bộ Busan Hồ Chí Minh City Wings cùng đến với khu vực bàn huy chương để nhận giải cho mình.
Và tiếp theo, tôi xin được mời anh Đỗ Quang Minh cùng tiến vào khu vực sân khấu trao bảng danh vị cho đội hạng nhì. Và kính mời bà Lê Thị Tuyết Nga cùng nán lại sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm với đội hạng nhì. Cảm ơn quý đại biểu và một lần nữa xin được chúc mừng câu lạc bộ Busan Hồ Chí Minh City Wings. Kính thưa quý vị, ngay lúc này đây, trước mắt chúng ta là cúp vô địch của giải Busan Cúp VFL 2018. Và chiếc cúp danh giá này sẽ được dành cho cái tên câu lạc bộ Busan Hà Nội Buffalo. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Đỗ Nhật Linh, trưởng nhãn hàng Revive, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam cùng tiến lên đài trao giải để trao huy chương vàng cho đội vô địch VFL 2018. Xin trân trọng kính mời các bạn cổ động viên ơi, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng câu lạc bộ vô địch, câu lạc bộ Busan Hà Nội Buffalo. Mai Bá Hùng tiến vào khu vực sân khấu để trao bảng danh vị cho đội vô địch. Và cũng xin kính mời chị Nguyễn Đỗ Nhật Linh tiến vào khu vực sân khấu của chúng tôi để cùng tận hưởng phút giây hạnh phúc của đội vô địch ạ. Và ngay bây giờ là giây phút chúng ta chờ đợi nhất. Hãy cùng nâng cấp vô địch để chúc mừng câu lạc bộ Busan Hà Nội Buffalo. Chắc là giây phút đáng nhớ nhất của câu lạc bộ Busan Hà Nội Buffalo. Nói riêng và của giải Busan Cup VFL 2018 nói chung. Và Hoài Vũ xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu. Xin được kính mời toàn thể quý vị đại biểu chúng ta cùng tiến lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với đội vô địch. Một lần nữa xin được chúc mừng đội vô địch giải Busan Cup VFL 2018. Câu lạc bộ Busan Hà Nội Buffalo. Kính thưa quý vị và các bạn, chiếc cúp vô địch cùng các giải thưởng danh giá của giải Busan Cup VFL mùa giải đầu tiên 2018 đã tìm được chủ nhân cho mình. Thay mặt ban tổ chức, Hoài Vũ xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn cổ động viên đã luôn theo dõi và cổ vũ cho 6 câu lạc bộ tham gia giải. Ban tổ chức cũng xin được chân thành cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Revive thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam dưới cương vị nhà tài trợ chính và các đơn vị đồng tài trợ, các đơn vị đối tác đã cùng tạo nên sự thành công của giải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại mùa giải Busan Cup VFL 2019. Hứa hẹn sẽ bùng nổ và sôi động hơn. Ngay bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn, khán giả cùng xuống sân. Thử thách khó đỡ.
lòng thật. Những tình huống vui nhộn. Tha hồ gặp các thần tượng. 여러분 안녕하세요. 막 하나의 큰 브랜드고. Đón xem tại chuyên mục giải trí TV show trên truyền hình FPT. I would do anything to sing with you guys again. One last show together. Who's with me? Hell yeah. Sometimes the clothes do not make the